À, xin chào các bác các bạn và xin chào quý bà con đến với kênh của chuyên gia nhân sâm Canada nên phát nhé. Thì trong cái livestream này có lẽ nó hơi muộn một tí, đáng lẽ mình phát trước vài ngày thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà muộn nhưng mà nó vẫn có còn hơn không, đúng không? Thì như cái chủ đề mình đã đặt trên live là gì? À, một cái món quà tặng tuyệt vời cho cả vợ và mẹ vợ luôn, đúng không? Thế cái quà gì mà có thể tặng được vợ và mẹ vợ, đúng không? Thì thực ra đây nói chung là phụ nữ nói chung, là phái nữ nói chung, còn nói riêng ấy là theo độ tuổi. Và rất là may là chúng ta có một cái sản phẩm mặc dù giá thành kinh tế không phải là quá cao, cũng không thấp, nhưng mà phải nói là đó là những cái món quà hết sức là tinh tế và nó thể hiện được cái sự quan tâm chân thành của cái người chồng hoặc là một cái chàng rể có lòng. Đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái sản phẩm tuyệt vời này, đó là nhân sâm táo đỏ hòa tan Canada nha. Nhân sâm Canada và táo đỏ hòa tan nó là một cái sản phẩm tuyệt vời cho người Việt Nam nói chung, giới bình dân, người lao động, hay kể cả người nghèo người giàu đều rất tuyệt vời. Nó làm được những cái điều mà kể cả những cái thứ tiền tỷ khác chưa chắc đã làm được. Thậm chí là mình nói tiền tỷ nó hơi quá đáng một chút, nhưng mà đôi khi những cái sản phẩm có giá gấp 10 lần không làm được đâu. Thực sự nó là như vậy đấy. Thì cụ thể nó là như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta tìm hiểu, chứ không phải là nói người ta lại bảo nó khoác. Thì đầu tiên xin một lần nữa nói về cái chất lượng của nó nhé. Chất lượng của nó là chất lượng Mỹ, chúng ta thấy con dấu của FDA Hoa Kỳ trên đây, con dấu của GMP trên đây, nghĩa là chúng ta bán cái sản phẩm này vào thị trường Mỹ được. Nghĩa là gì? Nghĩa là người Mỹ họ cho phép một cái sản phẩm như này lưu hành trên đất nước họ, nghĩa là nó tốt và nó an toàn. Để vào được thị trường Mỹ thì chúng ta phải đảm bảo hai cái tiêu chí đấy, hai cái tiêu chí đấy là tốt và an toàn đó. Thị trường Mỹ vào được thì các quốc gia khác của G7 như là Canada, Nhật Bản chăng nữa thì cũng có thể bán được, đúng không? Những con dấu của GMP của FDA Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ. Cái gói xâm này thì ai xem live của Phát thì chắc là đã gặp rất là nhiều rồi, vì là Phát cũng thường xuyên nói về một cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này Phát đề cập đến nó như là một cái sản phẩm quốc dân cho Việt Nam vậy đó nha. Chúng ta quốc dân ở đây không phải là những cái thành phần hoặc là những cái gì, những cái thứ mà nó chỉ đạt ở mức độ tiêu chuẩn Việt Nam thôi, mà quốc dân ở đây là nó thích ứng với cái sự duy nhất là gì, cái thu nhập của chúng ta. Với thu nhập của người dân Việt Nam thì ai cũng có 280 ngàn để mua một cái sản phẩm cả, đúng không? Và đặc biệt là sản phẩm đó dùng được trong 20 ngày, một ngày chúng ta dùng một gói này thôi, và giá bán lẻ của nó chỉ có 14 ngàn. Nhưng mà nếu chúng ta mua một set 5 hộp, chúng ta sẽ được tặng một hộp. Như vậy giá bán lẻ thay vì 280 nó còn về là 230 ngàn một hộp thôi. Tuy nhiên cái công dụng của nó thì chúng ta không thể đo bằng tiền được, như Phát nói đấy, nó làm được những điều tuyệt vời lắm, mà ngay cả những cái sản phẩm tiền triệu, thậm chí có khi tiền nhiều triệu chưa chắc đã làm được đâu. Chứ không phải là chúng ta hãy khoan nói chuyện giá cả và chúng ta hãy để giá cả sang một bên. Ở đây Phát nói về những người đàn ông chân thành, họ quan tâm thực sự đến gia đình, đến vợ con hoặc là những người thân, hoặc là những cái tình cảm của bên vợ, như là thậm chí là mẹ vợ hoặc là các cái bà cô bà dì vân vân đấy. Thì đối với phụ nữ nói chung, dù là phụ nữ ở độ tuổi nào, thì cái nhân sâm táo đỏ này nó cũng là một sản phẩm tuyệt vời, kể cả những người là ở độ tuổi thanh niên, ở độ tuổi gì, 30 40, hoặc là thậm chí ở độ tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh đều cực kỳ tốt. Và đặc biệt là gì, đặc biệt là người già, già rồi thì không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông thì cái tác dụng của nó là vô cùng nhiều và vô cùng rõ rệt. Cho nên Phát chỉ liệt kê ra đây 10 tác dụng với lại phụ nữ, và đã là phụ nữ thì ai cũng quan tâm. Thứ nhất ấy, là tác dụng tuyệt vời lên da đấy. Các bác và các bạn có thể nhìn Phát và thấy da thấy hồng hào, đúng không? Mặc dù Phát là một người có cái cơ địa rất là nóng nha, Phát là một người nóng táo nha, bị táo trong suốt bao nhiêu năm, gọi là mình sống trên đời bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm bị táo nha. Thì như vậy, và mặt sần sùi mọc mụn suốt 40 mấy năm, chỉ từ khi khoảng nửa năm trước Phát dùng nhân sâm và đến bây giờ thì rất là hiếm hoi nó mới mọc thêm một cái mụn. Và kể cả những cái phần mà mặt mình không những bị tàn sát bởi mụn, bởi gì, bởi những cái viêm da cơ địa. Chúng ta biết là viêm da cơ địa ở trên mặt thì nó như nào rồi đấy nha. Nhưng mà Phát trong một cái ngày tồi tệ như này, ngày hôm nay Phát được nghỉ ngơi rất ít, đêm qua nó có sự việc giữa đêm cho nên không thể ngủ nghỉ ngơi, không không
không được bao nhiêu cả, vài tiếng trong đêm thôi, nhưng mà cũng không không hề tệ đúng không, nhìn mặt mũi không quá tệ. Đó là một cái con người một cái da mặt rất xấu như vậy, nhưng mà vẫn có thể là gì, có một cái hình ảnh khá là ăn camera trên điện thoại đúng không. Như vậy nếu mà đó là những người phụ nữ mà họ còn đang trong tuổi xuân hoặc trong độ tuổi từ 20 đến 40 chẳng, thì phải nói là họ rất là đẹp nhé, kể cả là phụ nữ gọi là sau tuổi 50 họ uống cái nhân sâm này vào một thời gian da rất là đẹp nhé. Đó là về da. Thế còn với nhân sâm thì không chỉ là cái sâm táo đỏ này, và nếu mà chúng ta muốn làm đẹp, muốn dưỡng nhan bằng nhân sâm thì Phát cũng có một vài cái bí quyết nhá. Bí quyết là gì, chúng ta có thể dùng cái bột nhân sâm này, thì bột nhân sâm này thì thực ra mà nói thì chúng ta dùng rất đa dạng đa dụng. Cái đơn giản nhất là chị em hãy uống với trà nhé, uống với trà xanh thì không chỉ là trẻ đẹp mà phòng chống bệnh tật, phòng chống ung thư, phòng chống lão hóa thì nó là số rách, không có gì hơn được cả. Mà uống trà xanh thì cả chồng uống vợ uống đều rất là tuyệt vời, tăng cường sinh lý cho cả vợ lẫn chồng, tăng cường tuổi xuân, tăng cường sự trẻ đẹp cho cả vợ lẫn chồng. Thì đây là cái tìm hiểu nghiên cứu và đúc kết của một người nghiên cứu nhân sâm từ lý thuyết đến thực hành nhé. Nghiên cứu nhân sâm từ lý thuyết đến thực hành, tắm mình trong nhân sâm. Thì Phát cũng có một vài cách đơn giản, đó là gì, đơn giản nhất là chúng ta hãy bỏ cái bột nhân sâm này vào nhé. Chúng ta lấy có cái trong trong cái lọ nhân sâm này nó có một cái thìa, chúng ta sẽ xúc cái bột nhân sâm đó, chúng ta bỏ vào một cái bình kín hoặc là một cái hộp kín hoặc là một cái cốc có cái nắp đậy, hoặc chúng ta lấy cái gì chúng ta đậy lại, nhưng mà chúng ta xúc vào đó một vài thìa, khoảng tầm hai thìa này là nhiều rồi, một cái ly khoảng tầm 100 đến 120 ml, xong chúng ta đổ đầy nước nóng vào đó, xong chúng ta khuấy đều cái sâm lên, sau đó chúng ta đậy cái lắp lại và chúng ta giống như ta ủ, và ủ cho đến khi cái nước đó nó nguội thì chúng ta có thể lọc ra lấy nước và chúng ta chiết vào một cái bình. Nó có thể nếu mà nó có cái dạng như cái này, nó có cái lắp bi như này để mà nó lăn ra để chúng ta ấy trực tiếp lên mặt thì sẽ tốt hơn nhé. Đây một cái bình rất là tốt, có lắp bi này, sau khi chúng ta chiết vào đây thì chúng ta cất vào trong tủ lạnh, hoặc là chúng ta sẽ chiết cái dung dịch nước sâm như Pháp chỉ đấy, chúng ta để vào trong một cái tủ lạnh, và khi buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta có thể lấy cái bông, chúng ta chấm cái nước sâm đó lên mặt chúng ta để nó tăng cái độ sáng của làn da và chống tàn lan và làm cái da rất là trắng sáng mịn màng. Thế còn đơn giản nhất là chúng ta dùng như sâm táo đỏ này pha với trà xanh uống đã là ngon tuyệt vời lắm rồi. Hãy nhìn mặt Phát nhé, Phát là một 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 thằng đàn ông 46 tuổi, một cái thằng chưa bao giờ quan tâm đến dung mạo mặt mũi da dẻ đâu, Phát chưa bao giờ chăm sóc da mặt của mình, và là một người nóng táo, da rất xấu nha, da rất xấu, rất nhiều mụn trong bao nhiêu năm. Thế nhưng mà chỉ dùng nhân sâm trong chưa đầy nửa năm mà mặt mũi có thể nó có căng bóng lên như này, có những chỗ phải nói da trán, da mũi, da mặt, có những chỗ mình bất ngờ luôn. Thì tất nhiên ai cũng thích đẹp cả, Phát cũng thích đẹp nhá, đẹp lên tốt hơn là xấu. Ngày xưa thì mặt mũi mặc dù là trẻ hơn bây giờ tí, nhưng mà đôi khi nó sần sùi, nhiều khi không dám lên sóng phát trực tiếp và nhiều khi không dám làm video vì mặt có những mụn to đoành nó mọc lên. Cho nên từ khi Phát uống nhân sâm, bắt đầu từ tháng thứ ba thứ tư mà đi, bắt đầu không thấy cái mụn mọc bọc nó lặn nữa. Đầu tiên nó còn lên cái mụn, và sau đó này thậm chí Phát có thể dùng chiết, có cách để chiết nhân sâm ra chấm vào những cái mụn cho nó lặn đi. Thế chị em phụ nữ ai mà quan tâm đến cái da mặt bóng láng như nào hãy liên hệ với Phát nhé. Còn nhiều cách khác, còn cách là mình làm mặt lạ trà xanh, làm mặt nạ mật ong, Phát đều nắm được cả, thì chúng ta có thể liên hệ với Phát để mua bột nhân sâm này, hoặc là mua nhân sâm táo đỏ, thì nhất là bột nhân sâm thì nó đa dụng, còn nhân sâm táo đỏ này chúng ta đơn giản là pha với trà xanh uống thế là đủ nhé. Và chúng ta kiên nhẫn, chúng ta uống thì phải nói là chỉ cần hai hộp này thôi, da mặt chị em phụ nữ nhé, hơn cả là đi thẩm mỹ viện nhá, chúng ta yên tâm là với nhân sâm ấy da chị em phụ nữ sẽ đẹp hơn là đi thẩm mỹ viện, chứ không phải là ấy đâu, nó thẳng như vậy. Chúng ta biết là gì, Dương Quý Phi nhá. Dương Quý Phi từ đời nhà Đường đã bắt đầu là biết làm đẹp bằng nhân sâm đúng không, bằng bột nhân sâm rồi. Thứ hai là tóc nha, tóc thì phải nói là đối với những người phụ nữ thì khi họ uống nhân sâm một thời gian ấy thì tóc của họ rất là khỏe, rất là bóng, và nó gần như là có một cái thứ ánh sáng gì đấy, đặc biệt là gì, nó không bao giờ rối và vô cùng khó rụng nhá. Tóc dài thì nó vẫn cứ thể có thể rụng nhưng mà nó vô cùng khó rụng nhá. Con gái Phát nó uống vào xong nó bện tóc, mình nhìn khiếp khiếp lắm, trẻ con à, đôi khi nó nghịch, tới ngồi trước gương hàng mấy tiếng đồng hồ nó chỉ bện tóc của nó, nghịch các kiểu, xoắn vặn các kiểu, vắt bên này bên kia, rồi nó làm kinh khủng lắm. Mà phải nói là cả chả mấy khi thấy tóc nó rụng đâu,
còn trước đây nhá, tóc của nó rụng, hai mẹ con nó tắm mà tóc rụng mà gọi là nó chặn cả cái thoát nước này luôn, nhưng mà sau này là tóc không rụng nữa và như phát là gì, tóc bạc đen dần trở lại. Và có những cụ 70 tuổi, có những bà cụ 80 tuổi uống nhân sâm tóc đen trở lại, và cái chuyện mà rụng tóc hói tóc là sẽ dừng lại hết nhá. Như vậy phát nói hai cái ý ở đây là gì, đẹp da và thứ hai là đen tóc nhá. Cái ý thứ ba thì đáng lẽ phát không ghi nhưng phát nói luôn là gì, chúng ta uống cái nhân sâm táo đỏ này vào thì thứ nhất là cái thứ ba là họ ăn ngủ rất tốt, và với phụ nữ thì sao, họ ăn ngủ được cái thần thái của họ khác hẳn, cho nên là cái thần thái và cái ánh mắt của người phụ nữ nhé, khi họ uống nhân sâm một thời gian thì cái mắt của họ nhìn nhìn nó có rất là đẹp nữa nhé. Nói chung cái diện mạo, nói chung tổng thể ở đây mình tách ra thôi. Tại sao phải tách ra như vậy, bởi vì có cô khách hàng của Phát, cô bị mất ngủ triền miên mười mấy năm, nhưng mà cô đấy khi mà cô uống nhân sâm thì ban đầu cô e dè lắm, nhưng mà sau này các bạn biết không, một trong những lý do thôi thúc cô đấy mua thêm, cứ lần này mua một là xong, mua hai lần thứ ba là cứ năm hộp một đấy. Tại sao lại từ một cái người nghi ngờ nó như vậy, là cô uống mà không những là cô ngủ được nhá, cô ngủ rất tốt, ăn khỏe, ngủ khỏe, đi lại khỏe khoắn, mà gì mà cái mắt đây này tự nhiên nó sáng ra, bảo ôi dồi mày ơi, tao uống cái sâm của mày vào tao xem tivi tao sướng quá. Mà cô uống mà có xem tivi khác gì cô tự hại mình nữa. Thế nhưng mà nó sướng quá, bởi trước đây nhìn người nó cứ nhập nhà nhằng, bây giờ nhìn nó dễ rõ, nhìn mặt nó đẹp thế. Thì phải nói là đấy là những cái niềm vui của khách hàng, nó lan tỏa đến Phát, và nó là những cái động lực khiến cho Phát chống lại hoặc là gì, có cái sức đề kháng cao hơn đối với những người mà họ họ không những không mua sâm, họ nói những cái ngôn từ theo kiểu là à, mày dạng này. Chúng ta phải biết là gì, nhà Phát cách đây 20 30 năm đã có những người họ bán thực phẩm chức năng rồi, nhưng trong suốt 20 30 năm đấy Phát không hề quan tâm nha. Thậm chí có những người anh em trong nhà họ làm những cấp cao, chức cao trong các công ty như Amway, Synergy hoặc là Hapline, nhưng mà Phát chưa bao giờ quan tâm. Nhưng mà Phát bị đánh gục bởi nhân sâm nha, bởi một người tặng cho Phát hai hộp nhân sâm mà Phát đã tình nguyện thành một sứ giả của nhân sâm, và sẽ còn lan tỏa sản phẩm này đến làm sao được càng nhiều người càng tốt. Nếu kênh của Phát, kênh Facebook, kênh YouTube của Phát càng phát triển thì Phát càng lan tỏa đến nhiều người, và Phát chỉ cần mọi người biết đến nó thôi, chỉ cần mọi người quan tâm đến nó thôi, chứ còn mua của Phát hay không là cái chuyện của mọi người thương Phát, quý Phát thì mua của Phát. Và chúng ta phải nhớ là Phát là một cái người tắm mình trong nhân sâm, từ cái chỗ nghi ngờ e dè đến cái chỗ mà gì dành tất cả thời gian, tâm huyết và sức lực của mình để nhằm cái mục đích quảng bá cái sản phẩm này. Thì đó là một cái sản phẩm Phát phải nói là sản phẩm quốc dân, nó tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tăng vẻ đẹp, tăng cái độ trẻ trung của tất cả mọi người dân được dùng đến nó, và nó phòng bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh nhá. Thứ ba, nói đến phòng bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh thì nhân sâm đã có tác dụng gì, ngăn chặn ung thư 50% rồi. Thế nhưng mà trong này có táo đỏ ngăn chặn ung thư, và tác dụng của nhân sâm và táo đỏ là khả năng ngăn chặn ung thư rất là tuyệt vời. Chúng ta biết biết phụ nữ là gì, phụ nữ hoặc ung thư vú, ung thư tử cung và một số loại ung thư là phụ nữ họ, xin lỗi chị em nhưng mà cái độc quyền này là không, có lẽ không ai mong muốn cả đúng không? Đấy thì giống như đàn ông chúng tôi bị gút nhiều hơn chị em phụ nữ vậy, 80% đàn ông bị gút thì phụ nữ đã cái đó đã hơn chúng tôi rồi đúng không? Thôi thì cái này cũng là một cái điều không mong muốn, nhưng mà uống nhân sâm vào cái khả năng đánh chặn ung thư của chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nhân sâm không nhá thì đã 50% rồi. Đây là cả nhân sâm và táo đỏ, hai cái sản phẩm có đặc tính chống nhân sâm chấm ung thư cực kỳ mạnh nhá. Nhân sâm và táo đỏ có đặc tính chống ung thư cực mạnh, nhưng nếu chúng ta dùng kết hợp với trà xanh thì cái khả năng đánh chặn ung thư xịt của nó sẽ cao hơn rất là nhiều, không phải là 50 đâu, có thể 7 80 90, và kết hợp với một cái lối sống khoa học, một cái lối sống mà hiểu biết nữa, biết lo xa, biết phòng xa, và chúng ta ăn uống đủ chất, ăn những cái thứ thức ăn mà có khả năng chống oxy hóa cao, đặc biệt chúng ta uống trà xanh ấy. Cái trà xanh nó không không phải là một cái chất chống oxy hóa đơn giản đâu, nó chống oxy hóa, chống gốc tự do tốt hơn vitamin hàng trăm lần nhá. Mà chống gốc tự do thì có nghĩa là chống ung thư rồi gì nữa. Nhưng cái trà xanh cực kỳ lợi hại, nó là một một siêu thực phẩm, mà dù chúng ta có mua nhân sâm của Phát hay không, hãy uống trà xanh nhé chị em nhé. Uống trà xanh nó da rất là đẹp và nó làm tan mỡ máu. Nên nói đến mỡ máu thì nhân sâm là tuyệt vời luôn. Vừa nãy bảo chúng ta bảo là gì, uống nhân sâm vào ăn ngon ngủ ngon nhưng mà không tăng cân nhá, ăn rất ngon miệng ngủ rất ngon. Thì thông thường hai cái cặp bài trùng là ăn tốt ngủ tốt sẽ gì, tăng cân, như không chúng ta thấy Phát không, Phát thì về cơ bản là ngủ rất là tốt, ngủ rất là sâu giấc, ngủ rất là bình thường. Một đêm qua thì nó có sự cố giữa đêm thôi, thế còn nếu mà bình thường thì ngủ rất là thẳng giấc nha. Phát ngủ có thể là từ 11 giờ cho đến 5 6 giờ sáng mới dậy, nhưng mà chỉ cần
5 đến 6 tiếng ngủ ban đêm và nửa tiếng ngủ ban ngày, đủ năng lượng để cho Phát làm việc ngày nào cũng 15 17 tiếng đồng hồ chứ không đơn giản. Thì hôm nay nói về cái chủ đề là quà tặng mùng 8 tháng 3 thì Phát xin đề nghị anh chị em chúng ta, là nhất là các anh đàn ông ấy, nếu quan tâm tinh tế đến vợ con mình, đến người bên 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 gia đình nhà vợ, chúng ta có thể mua sâm táo đỏ này làm quà tặng. Tặng không chỉ là gì sức khỏe sắc đẹp mà cả cái tuổi thọ. Chúng ta uống nhân sâm này vào nhá, chỉ cần vài ba tháng thôi là người vợ nhìn sẽ khác, cái sức sống khác hẳn. Và khi người vợ có sức sống nhá thì cái vấn đề về chuyện vợ chồng họ cũng thoải mái hơn, họ có sức chiều chồng hơn. Và không chỉ là trong cái chuyện quan hệ vợ chồng mà cái năng lượng của người phụ nữ cũng như cái sức lực sức bền của họ được gia tăng, và như thế thì cái không khí trong nhà nó cũng đã được cải thiện nhiều lắm rồi đấy, đúng không? Các bác và các bạn tưởng tượng xem, một cái cô vợ mà cô ấy suốt ngày mệt mỏi, suốt ngày ốm đau thì hơi bị phiền đúng không, ca cẩm rồi cáu gắt các kiểu cũng mệt lắm luôn đấy. Thế là cái này nó rất là tuyệt vời, đặc biệt là gì, khi mà nó kích thích mà sản sinh cái estrogen đấy, thì một cái hormone khiến cho người phụ nữ họ cũng dịu dàng hơn đúng không, đúng không? Và sức bền và cái vẻ đẹp của người phụ nữ đi kèm với cái sự tăng tăng sinh các hormone đó cũng cũng gọi là ấy hơn đúng không, tốt hơn rất là nhiều đúng không? Và nếu nói theo cái mạch này đi thì kể cả là đối với phụ nữ tiền mãn kinh nhé, chúng ta biết là phụ nữ tiền mãn kinh họ có những cơn bốc hỏa, nó rất là, có những người người ta cảm giác mắt mũi mờ mịt đi, phải nói là nó quay cuồng mờ mịt đi, thì cái nhân sâm này chúng ta uống một thời gian đấy thì cái cảm giác đó nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ dịu lại nha. Chúng ta uống nhân sâm táo đỏ này một thời gian là những cái cảm giác về căng thẳng thần kinh, những cảm giác về những cơn bốc hỏa rồi những cái thứ kèm theo những cơn bốc hỏa đấy thì nó sẽ giảm đi rất là tuyệt vời. Đó là những tác dụng mà phải nói là cực kỳ mà rất là tinh tế nhưng mà lại hữu dụng với người phụ nữ nha. Mình nói ở đây là nói tất tần tật về về cái quyền lợi của người phụ nữ, đó là vợ chúng ta hay là gì, hay là bà ngoại đi nữa nhá, bà ngoại có thể 70 tuổi đi, phụ nữ vợ chúng ta có thể 30-40 tuổi, bốn mấy tuổi đi, thì cái nhân sâm này bên cái tác dụng làm đẹp của nó cũng cực kỳ rõ ràng nha, rõ nét nét như soli luôn đấy. Phát sinh khẳng định là chị em chúng ta, vợ chúng ta uống cái nhân sâm táo đỏ này một thời gian thì phải đó là gì, cái da của họ đẹp lắm nhá, cái sức sống của họ nó khác hẳn, là cái phản ứng của họ nó cũng sẽ khác hẳn chứ không phải là như cái thời xưa xưa nữa đúng không? Một cái tác dụng tuyệt vời của nhân sâm táo đỏ này với phụ nữ là nó chống loãng xương nha, trong này nó có vitamin D, và chúng ta biết là nhân sâm tác dụng với hệ gân cơ xương khớp, tác dụng với cái hệ vận động của chúng ta đấy nhá, cực kỳ tuyệt vời rồi. Nhân sâm có tác dụng rất là tuyệt vời đối với các hệ gân của chúng ta, làm cho cái khớp của chúng ta nó được bảo vệ và nó sạch hơn đúng không? Nhân sâm thì nó uống vào thì nó thanh thải cơ thể, thải độc cơ thể rất là tốt. Tác dụng lên tổng thể cơ thể, làm sức khỏe tổng thể của chúng ta tăng lên. Nhưng mà bên cạnh đó là những tác dụng riêng vào các hệ như hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và có cả hệ vận động đúng không, hệ xương khớp của chúng ta đúng không. Và cái gói sâm táo đỏ này Phát đã có một anh khách hàng là một người đàn ông thôi, nhưng mà họ cảm giác là đau rồi mỏi mệt khi mà họ tập luyện vận động đấy, thì họ uống vào và họ chơi cái môn thể thao mất sức là cái môn bóng đá, nhưng mặc dù là đá bóng nhưng mà anh ấy uống một ngày hai gói này và anh ấy nói chung tất cả mọi cái đều rất tốt nhé. Ở đây đấy thì đôi khi Phát nói là nhân sâm rất tốt cho đàn ông rồi, đôi khi nó rất tốt cho phụ nữ, thì phải khẳng định một điều là phụ nữ hay đàn ông chúng ta dùng nhân sâm thì đều đều được nhận những kết quả tuyệt tuyệt vời cả nhá, chứ không riêng là không đặc quyền, nhân sâm không phải là đặc quyền của phụ nữ đâu. Thế nhưng mà phụ nữ chúng ta dùng nhân sâm thì nó có nhiều cách thức dùng và nó đi vào nó đã đạt được nhiều mục đích hơn so với đàn ông. Và nói như vậy, bên cạnh mục đích là tăng cường sức khỏe, tăng cường tuổi thọ, hoặc là phòng bệnh, hoặc là hỗ trợ điều trị bệnh, thì cái đặc quyền về sắc đẹp của phụ nữ đúng không, thì chị em phụ nữ chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đúng không. Như đàn ông thì đôi khi như Phát đấy rất là tình cảm thôi, chỉ cần thực khỏe là đẹp rồi, hoặc là đôi khi rất là tình cảm quần áo thì chả bao giờ mua một cái nào trong hiệu, tất cả quần áo từ xưa nay trong vòng mấy chục năm đều mua quần áo sida hết, chả bao giờ mua, hiếm khi mua một quần áo nào trong những cái cửa hàng gọi là chính thống như Việt Tiến nha. Tóm lại là ăn mặc đơn giản nó quen rồi và mình không để ý lắm cái chuyện bên ngoài đâu, nhưng mà phải nói là khi mình uống như sâm một thời gian cũng phải công nhận rằng là cái sắc vóc của mình nhé, sắc vóc của một anh là đàn ông 46 tuổi thì đã được cải thiện khá là nhiều, đặc biệt là cái gì, cái thần thái và cái da cái khí lực, cái hơi lực, thì đối với người phụ nữ thì Phát tin chắc là trong cùng thời gian như vậy thì họ sẽ đạt được được
kết quả mỹ mãn hơn. Một set nhân sâm này nó chỉ có 1.400.000 đồng cả tiền vận chuyển, tất cả 6 hộp nhân sâm này, nếu mà một chị em phụ nữ chúng ta dùng hết 6 hộp nhân sâm này, nhưng không cần 6 hộp đâu, 2 hộp thôi, chi phí tổng cộng 560.000 thôi, mà nếu mà chúng ta mua một set là chi phí 2 hộp nó chỉ còn khoảng 460.000, thì chị em sẽ đã thay đổi hẳn hoan luôn nhé. Thậm chí chưa cần một chưa hết một hộp, tùy theo có những người thì cái mục đích sử dụng của họ là như thế nào, nếu chỉ cần gì ăn ngon ngủ ngon giảm chất thì chỉ cần 5-7 gói thôi đã khác rồi, chưa đến 100.000 đấy. Nhưng mà đây mình nói là tác dụng lâu dài và tác dụng nên cái phần đời còn lại nhé. Phát sinh xin ngừng lại đôi giây để chúng ta hãy suy nghĩ là gì, chăm sóc cái phần đời nó còn lại của người bạn đời mình, chứ không phải là chúng ta chăm sóc ngày mai nha. Chúng ta suy nghĩ như vậy cho nó thoáng ra, cho nó rộng ra, chứ không phải là chúng ta chăm sóc nhau một trong ngày mùng 8 tháng 3 hoặc là trong 14 tháng 2, trong những ngày gọi là lễ lạt đấy phát, thì thực ra nói không phải là cái người mà quan tâm những ngày đấy nhiều đâu. Nhưng mà đôi khi rất nhiều những anh chàng họ lãng mạn, họ tặng những cái thứ mà phải nói hết sức đẹp nhưng mà nó hoa mỹ và nó thừa thãi đối với phát. Thì phát là một cái người đơn giản mà sống rất là chân phương, thì phát quan tâm đến những cái giá trị cốt lõi hơn là những cái giá trị mà về mặt gọi là đấy, nó hào hoa quá, nó lãng mạn quá thì cũng không phải là con người của phát. Xin nói thẳng như vậy, nếu mà để quan tặng giả sử như là một lãng hoa hoặc là và cộng với một cái váy thật là đẹp trong cái ngày 3 tháng 8, thì phát thà bỏ tiền ra mua cho vợ một cái set nhân sâm này nhé. Một set nhân sâm này có thể làm cho vợ mình đẹp trong vòng thì trong vòng và gọi là 2 tháng là vợ mình đẹp hơn đi thẩm mỹ rồi nhé. Đi thẩm mỹ thì có thể còn có chuyện nọ chuyện kia xảy ra, chứ còn nếu mà chúng ta uống nhân sâm thì chả có cái chuyện rời chuyện đất gì cả. Nó cực kỳ lành, cực kỳ an toàn, và người vợ chúng phát sinh nói lại một cái câu là gì, chúng ta muốn quan tâm đến vợ, chúng ta quan tâm đến mẹ vợ hoặc là những người thân của chúng ta đấy, trong một ngày, hai ngày hay suốt cái phần đời còn lại, chúng ta hãy nghĩ về cái câu này thật kỹ nha. Còn cái sản phẩm này nó rất là tuyệt vời, nó là một cái thứ rất là bình dân thôi, giá trị sử dụng hàng ngày của nó bằng một lon nước ngọt nha. Ông chồng nào có một lon nước ngọt không, ông nói ông yêu vợ lắm, ông thương vợ lắm, hoặc là ông quan tâm đến người nhà lắm, thì ông bỏ ra bao nhiêu tiền để làm cái việc đó nha. Cái tiền mà ông đi chơi bời nhậu nhạt cà phê một ngày ấy, có thể là từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn rồi. Thì cái chuyện mà ở đây chúng ta quan tâm đến thực sự hay chúng ta muốn là hoa lá cảnh thôi. Đến ngày 8 tháng 3, ngày 14 tháng 2, 20 tháng 10 chúng ta gì? Chúng ta làm những cái hết sức là hào nhoáng, đi ăn nhà hàng hoặc là đi mua những cái lãng hoa, những cái váy áo. Đôi khi người vợ rất hiếm khi có khả năng diện đến, hoặc là những cái hộp mỹ phẩm này khác, tiền triệu hoặc là những cái thương hiệu vớ va vớ vẩn. Đối với phát những cái đấy thì phát là một cái thằng nông dân nhá, nói thẳng như vậy đi. Nhưng mà phát nghĩ là gì, đối với người phụ nữ cái vẻ đẹp từ khí chất bên trong nó tỏa ra, đúng không, một cái nét đẹp từ cái sự khỏe khoắn, từ cái sự khỏe mạnh từ bên trong, từ từng tế bào một nó tỏa ra, nó có nét, nó có hồn, nó có thần. Chỉ cần 1-2 tháng thôi, không có khi không cần lâu như vậy đâu, trong vòng 1 tháng thôi, người phụ nữ đó đứng trước gương, đứng trước gì, đứng trước cái điện thoại, đứng trước cái camera, họ rất tự tin, họ rất là đẹp. Và một cái thằng đàn ông mà mặt mụn như phát này, một cái thằng mà sống với mặt mụn mủ 40 năm 30 năm, phát phải nói là mình dậy thì bao nhiêu năm thì có mụn bọc bấy nhiêu năm nhá. Các bác phải biết là cái da mình rất là nhiều cái chất nhờn, cho nên là nó mọc mụn mủ lên bao nhiêu năm. Thế nhưng mà uống nhân sâm nửa năm và chỉ từ tháng thứ ba, từ tháng thứ tư thì đi tất cả các loại mụn nhá, nó giảm triệt để luôn. Và bây giờ phải nói rất hiếm hoi nó mọc lên một hai cái, chứ còn phát trước đây không bao giờ thiếu những cái mụn bọc, mụn mủ trên mặt đâu. Và phát đã test bằng những cái dung dịch nhân sâm mà chấm vào những cái mụn, nó có thể là đang lên và nó nặng, nó xẹp đi. Cho nên da của những cô nào mà kém đấy, mà dầu mà mụn đấy, thì uống cây nhân sâm này vào, nó thải độc từ bên trong và nó đào thải rất tuyệt vời. Còn da của ai đấy mà đã đẹp sẵn rồi, chúng ta uống cái này vào chỉ cần vài tuần thôi, như là nhìn da của họ như là có ánh sáng đấy. Phát có những đồng nghiệp phải nói là họ có như nước da. Phát hỏi là em ơi, cái này có phải, anh hỏi không phải lúc mới vào công ty, có phải là em đi spa không? Bảo không, em uống nhân sâm 3-4 tháng nó như này rồi. Đấy, và đến lúc phát cho vợ cho con uống, đặc biệt là con gái phát uống, mình biết là nó tốt như nào với cái da, cái tóc của nó dài, rất là dài, nhưng mà nó không bao giờ nó rối dính vào với nhau, và nó rất là suôn và nó chắc. Trẻ con nó ngồi nó bện tóc hàng giờ, nó vặn các kiểu mà nó không rụng ra. Cái da của nó thì rất là đẹp và nó tươi, nó căng. Mọi người có thể nhìn vào một cái người mà có cái da vừa nóng táo vừa nhiều mụn. Phát là một thằng nhé, thứ nhất là vừa nóng táo vừa nhiều mụn,
da vừa nhiều chất nhờn, tức là vừa nóng bên trong cho nên cái mụn mọc kinh lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thấy mặt phát bóng loáng đi, và tóc ngô tóc ngày xưa năm 38 39 tuổi là tóc phát bạc trắng rồi nhá. Năm 38 39 tuổi mọi người nên hãy vào cái trang Facebook này và xem những cái ảnh ngày xưa con gái phát nó chụp nha, những cái ảnh. Tí nữa các anh ở đây có anh Dũng đâu, anh sẽ vào. Anh chị em, đây là cái câu chuyện mình chia sẻ rất là thật tình, nếu mà ai có cơ hội đi qua thì hãy chịu khó ở lại nhé. Bởi vì là nếu chúng ta là những người chồng, người con rể, hoặc là những cái người cháu trong nhà, chúng ta có thể làm quà tặng rất tuyệt vời. Chúng ta có thể chọn mua sản phẩm của Phát hoặc là mua của ai đó, nhưng mà đây là những sản phẩm rất là tuyệt vời đối với sự gì sức khỏe và vẻ đẹp của người phụ nữ, nó rất là tuyệt vời nhé. Nó hiện hữu trên cả những người thân của Phát, cả những người mà khách hàng của Phát, cho nên là Phát nói như này nó thực sự chia sẻ từ cái tâm của người trong nghề, là một cái người mà tắm mình trong nhân sâm, là một cái người mà dùng chính thân thể của mình, người thân của mình để mà kiểm nghiệm cái sản phẩm này. Thì mặc dù nó là một cái sản phẩm tiêu chuẩn Mỹ đấy nhá, trong này có con dấu của FDA Hoa Kỳ này, chúng ta nhìn này, đây là con dấu FDA đọc ngược. Phát đã mấy lần nói là cố gắng đưa cái camera lại để chúng ta xem, mà làm tất cả những cái hình ảnh về giấy tờ cho chúng ta xem mà cũng được. Nhưng mà cái sản phẩm này bây giờ nó cũng khá là nổi tiếng, nhưng ta có thể kiểm tra rất là đơn giản thôi. Nhân sâm và táo đỏ hòa tan Canada này nó rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay Phát nói về cái chủ đề quà tặng mùng 8 tháng 3 cho vợ, cho mẹ vợ. Nhưng mà Phát cũng chọn một cái sản phẩm gì đắt đắt một chút, chẳng như bột nhân sâm này nhá. Một set của nó là hai hộp hoặc là 5 hộp, một set 2 hộp là 660 ngàn. Nhưng Phát đã chọn một cái hộp sản phẩm là 280 ngàn. Phát nói thì nói như vậy thì trong đấy có ngầm ý của Phát. Nó là một cái sản phẩm không chỉ chăm sóc cho là phụ nữ trẻ tuổi, phụ nữ cao tuổi đâu, mà kể cả là người người cao tuổi nói chung, phụ nữ nói chung và trẻ nhỏ, thì chúng ta dùng cái sản phẩm này nó rất là tốt và rất là lành. Trong nhà Phát là gì, con trai con gái Phát dùng, mẹ Phát dùng, chị anh chị có người dùng, cho nên là và khi mà có những bệnh gọi là khách hàng của Phát ấy, họ gặp những vấn đề về về miếng ăn giấc ngủ thì họ uống vào vì cải thiện giấc ngủ thôi, nhưng mà cái kết quả về cái sức sắc vóc của họ đã khiến cho họ sửng sốt, và chính Phát sẽ sửng sốt. Đối với người già có thể là gì, họ không quan tâm lắm, họ chỉ bảo tao hồi này thấy mặt mũi cũng hồng hào ra, thì mọi người nhìn mặt Phát thì cũng thấy được rồi đúng không, là một cái người phải nóng táo mà phải nói là mụn quanh năm suốt tháng từ khi dậy thì cho đến bây giờ 46 tuổi nhá. Cách đây nửa năm mặt đầy mụn, và thậm chí là 3-4 tháng trước mặt vẫn còn, nhưng mà bây giờ phải nói là vô cùng hiếm hoi nhìn thấy mụn nào, mà kể cả những cái da nó bị gì viêm da cơ địa. Chúng ta biết cái viêm da cơ địa nó cực kỳ khó khỏi nhá, có những người khốn khổ bao nhiêu năm đấy, nhưng mà Phát bây giờ uống chân sâm bên bên trong và bên ngoài mình bôi thì mặt này, cái mặt những cái dấu này, cái dấu viêm da này đấy, thì nó còn lại rất ít thôi, và nó đang nặng dần đi, và cái da mình có những chỗ nó căng bóng ấy, nó mọng bóng lên. Mình không 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 ham muốn cái chuyện này đâu, mình muốn cái sức mạnh, muốn cái power, muốn cái sức mạnh để mình làm việc, hoặc là cái năng lượng mình để mình làm việc. Nhưng mà những cái tác dụng của nó thì ngoài cả sự mong đợi, thực ra nói về mình mong muốn cái tóc nó lại đen lại nhanh hơn, nhưng mà cái tóc thì nó đen không không quá nhanh, chỉ có điều là gì, nó ngăn chặn được cái sử dụng tóc, tức là nó ngăn mình bị hói. Chúng ta nhìn cái mặt mình là cái nguy cơ bị hói rất là cao đúng không, và cái tóc ở chỗ này này ngày xưa đấy là nó có xu hướng là liếm lên. Và cái tóc mai của mình nhá, trước đây đấy nó bạc trắng hết, cái chân mai này trước đây nó bạc trắng hết và nó lẹm lại đấy, tức là nó mòn đi, giống như người ta lấy cái bàn chải người ta đánh. Thế nhưng mà bây giờ cái chân mai nó ăn xuống có khi đến đây nhá, cạo đi là nó xuống, tóc mai nó mọc xuống đến đây, và cái tóc phần tóc bạc nó rụng hết đi và nó thay bằng cái tóc đen đấy. Đây trước đây bạc trắng nhá, chúng ta có thể xem kiểm tra ở trong cái Facebook này của Phát luôn, là những cái ảnh ở đầu Facebook Phát đăng ấy, thì có thể là nó chúng ta sẽ hình dung hơn, dễ hơn. Nên Phát đạt tới bây giờ về tóc của Phát thì Phát cũng thấy khá là ok này, mặc dù nếu mà nó đen nhanh hơn tí nữa thì sẽ happy hơn. Tuy nhiên thì cái sức mạnh thể chất cũng như là cái khả năng lượng để mình làm việc ấy phải nói là quá tuyệt vời rồi, lại đi xa đà vào quá. Thì đối với nhân sâm thì nó không chỉ tốt cho đàn ông sinh lý đa nam và cả sinh lý nữ nữa, vợ con chúng ta đấy. Nếu mà đàn ông chúng ta uống thì uống cái sâm rét ấy, thì nó sẽ tăng cường sinh lý rất là mạnh mẽ. Như Phát nói đấy, sâm rét ấy, nó tăng cả gì, tăng cả cái tác dụng lên thần kinh chứ, mà bởi vì cái sinh lý của chúng ta do cái thần kinh giao cảm, phó giao cảm đúng không, còn nó tăng cái hormone của cả nam và nữ lên, là nam là testosterone, còn nữ là estrogen đúng không. Nhân sâm nó vậy đấy, chúng ta nhiều có nhiều khi nhiều người bị vặn, họ là bảo mày nói nào,
cái thứ nào mà tốt cho sinh lý nào tốt cho sinh lý nữ. Vâng, cái thứ này nhá, cái nhân sâm này nhá, cái tôi đang cầm cái gói mà có hàm lượng chất sâm nhỏ nhất này nhá, tốt cho cả sinh lý nam và sinh lý nữ đấy. Thậm chí có những người mà uống vào mà bắt đèn quá là không muốn bỏ nữa, mặc dù họ rất giàu nhưng họ không muốn thay đổi nữa. Anh uống cái này phong độ rồi, chị khen rồi, anh cũng muốn khỏe hơn nữa đấy. Và phải nói là trong đó mình nghe cái dư âm cho nó, mình thấy là cái sự hạnh phúc của người người đàn ông đó, chỉ cần vợ mình cảm nhận được thì đã là dừng lại rồi, không cần phải mình không cần mình phải khỏe thêm. Đàn ông có nhiều người họ ở đây mình chúng ta xin nói là khá là ích kỷ, họ chỉ mong cái súng của họ phải nó càng kinh khủng càng tốt, nhưng mà cái kinh khủng ở cái chỗ gì, cái đối tác của họ có chịu đựng nổi không nhé. Chúng ta nghe quảng cáo những cái thứ đêm 7 ngày 3 rồi vào da không kể, thì thế thì cái thằng thằng đàn ông ấy nó phải cần bao nhiêu con vợ? Phát xin hỏi nó là một cái, nó có như một con dê đực không nhé. Nói quảng cáo như thế thì đôi khi chúng ta cứ để cho những cái chuyện nó ám ảnh với chúng ta, nó không tốt. Chúng ta khỏe và vợ con nó người ta cũng khỏe nữa. Và cái nhân sâm nó tác dụng lên hệ sinh sản của cả nam và nữ, chứ không riêng gì nam nhá, không riêng đàn ông. Nó tác dụng lên cái việc mà nó làm cho gia tăng cái hormone của cả nam và nữ, và khi phụ nữ cái hormone của họ tiết ra nhiều thì họ sẽ có làn da mái tóc đẹp hơn, và cái thần thái nó dễ thương hơn rất là nhiều, đúng không nhỉ? Và phát phải nói là nếu chúng ta uống, phụ nữ chúng ta uống vài ba tháng liên tục ấy, thì cái thần thái, cái sắc vóc của cái thần thái của họ, cái mái tóc làn da và cái ánh mắt của họ sẽ rất là khác, và trong cái độ tuổi mà còn 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 nhan sắc ấy thì họ sẽ rất là sáng màn hình. Và phải nói là lúc đó cái thời gian chăm sóc sắc đẹp bằng 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 son phấn ấy nó sẽ giảm đi, và cái độ ăn son phấn nó sẽ tốt hơn, bởi vì độ ăn son phấn này nó chỉ tốt hơn khi chúng ta có một làn da khỏe hơn thôi. Và đối với làn da thì Phát nói rồi, nhân sâm này chúng ta có thể uống, mà bên ngoài chúng ta có thể thể làm nước sâm để chúng ta chấm và chăm sóc. Nước sâm thì chúng ta có thể mua cái sâm bột này về, chúng ta hãm như Phát dặn ở đầu live stream đấy, là chúng ta bỏ vào một hai thìa sâm bột này vào một cái ly, sau đó thì chúng ta chế vào đấy khoảng 100 120 ml nước sôi vào, sau đó chúng ta khuấy đều lên, chúng ta đậy nắp lại cho nó giống như chúng ta hãm như hãm trà đấy, không cứ để bao giờ nó nguội thì bắt đầu chúng ta lọc ra, chúng ta lấy nước nhá. Lấy nước đó chúng ta cất vào một cái chai mà nó có cái nắp nan như con bi này nhá, có con bi nan này giống bi đem bi rượu đấy. Chúng ta này, đây đấy, nó ra cái nước này, chúng ta có thể bôi đấy, chúng ta có thể bôi chấm vào những cái chỗ da mà. Chúng ta có thể nan khắp lên cái chỗ da của mình như này nhé, chúng ta cần ăn lên như này đấy. Hoặc là nếu mà chúng ta không có chai như này, chúng ta có chai có miệng không ấy, thì chúng ta rót ra một ít, xong chúng ta lấy cái bông y tế đấy, chúng ta chấm chấm chấm. Chúng ta chỉ thực hiện cái việc chăm sóc da đó trước khi đi ngủ, và cái mặt lúc đó phải rửa và lau khô đi nhá, cái mặt phải rửa và lau khô đi, chúng ta chấm như thế thì phụ nữ cái da của nó rất rất nhanh đẹp nhá. Đấy là nhân sâm 100% thôi, chứ không phải là cần cái gì khác cả. Còn nếu như bình thường chúng ta uống cái này với trà xanh thì nó kết hợp cả cái sự chăm sóc của nhân sâm và trà xanh nó lại càng đẹp. Và nhân sâm trà xanh nó là một siêu thức uống, và đã làm một cái live stream rồi, chúng ta hãy dùng, phụ nữ hãy uống nhân sâm trà xanh, một ngày 11.600 tiền tiền nhân sâm 3 tháng, đẹp hơn đi thẩm mỹ viện nha, da đẹp rất nhiều, đẹp và nó đẹp từ bên trong, đẹp từ từng tế bào một, chứ không phải là đẹp cái đẹp vay mượn đâu, cái đẹp can thiệp đâu, đây là cái đẹp từ bên trong mà ra, da nó rất là sáng nha. Và quan trọng là đánh phấn đánh son vào thì nó sẽ cần cần cái thời lượng chăm sóc ít thôi, và nó sẽ có độ nét, độ căng màn hình cao hơn rất là nhiều. Chúng ta hay nhìn vào một thằng mặt mụn như Phát thì chúng ta có thể tin tưởng là điều đó hoàn toàn xảy ra, đúng không? Phát là một kẻ mặt mụn từ khi mà trưởng nổi dậy thì đến bây giờ đấy, và ngay cả một cái người mà sống với mụn bọc hàng mấy chục năm như vậy và nóng táo, cơ thể nóng táo nữa, uống cái này vào chúng ta thứ nhất là trị tiệt mất ngủ. Ai mà mất ngủ thì nó là một thánh dược trị mất ngủ nhá, nó là thánh dược trị mất ngủ kinh niên, mất ngủ mười mấy năm rồi mà cái mất ngủ nhá, cái ngủ không ngon mất ngủ nó mới là cái tàn phá phụ nữ kinh khủng nhất. Mà nếu phụ nữ nào khó ngủ mất ngủ, hoặc là cơ thể mình mẩy đau, hoặc là cảm giác như thế nào, chúng ta uống cái này vào thì phải nói nó ngủ ngon, ăn ngon lắm luôn. Và nếu chúng ta có cân nặng cao thì cũng đừng sợ chuyện đó, chúng ta sẽ lợi dụng cái sự tính gì thèm ăn của nhân sâm này, và chúng ta gì chúng ta sẽ ăn thêm rau vào, và đặc biệt là gì cái nhân sâm này nó chúng ta bình thường không cần phải ăn kiêng ăn kiêng gì nhé, chế độ Phát không thay đổi nhá. Nhưng mà sao, tại sao Phát lại có thể là giảm đi hơn 1 cân, mặc dù Phát là một người tập luyện rất là đều đặn nhá, ngày nào cũng tập luyện hàng tiếng đồng hồ, duy trì tập luyện đều đặn, nhưng mà vẫn giảm cân đi vì cái nhân sâm và cái táo đỏ này nó sẽ đào thải mỡ ra khỏi máu và ra khỏi nội tạng của chúng ta
nhớ. Và cái mỡ nội tạng, cái mỡ trong máu nó là một cái, nó là mấy chuyện nữa, và kết hợp với trà xanh nữa thì xin lỗi nhá, giảm cân hơi bị hiệu quả mà an toàn. Chúng ta giảm cân mà nó khỏe, nó không mệt mỏi, mà chúng ta gì, chúng ta tranh thủ cái tính gì thèm ăn của cái nhân sâm này, và chúng ta có thể ăn tăng rau lên, ăn giảm cơm đi nhé. Chúng ta ăn tăng rau lên, ăn giảm cân, ăn những thức mà có lợi cho sức khỏe. Chúng ta đừng có chăm chăm vào cái chuyện giảm cân thật nhanh, mà chúng ta sẽ đẹp đẹp lên và giảm cân một cách chắc chắn hơn được không? Chúng ta tập luyện tốt hơn, bởi vì nhân sâm cung cấp cho ta chúng ta sức mạnh nhá. Chúng ta tập luyện giống như có một trợ trợ lực đấy, giống như chúng ta tập luyện với một cái dây trợ lực ngay chính trong thân thể chúng ta rồi, có sức để mà tập nhá. Thứ hai là gì? Thứ hai, nhân sâm chứa rất ít năng lượng, một gói sâm này chỉ bằng 1/10 một lon nước ngọt thôi nhá. Nó làm cho chúng ta khỏe lên mà bản thân nó chứa rất ít năng lượng, có tuyệt vời không? Chúng ta đừng chúng ta khi chúng ta uống nhân sâm mà chúng ta khỏe lên, có rất nhiều người họ nói là gì? Họ nói là chắc trong nhân sâm có nhiều năng lượng lắm, cho nên uống mà nó khỏe đấy. Không, trong nhân sâm rất ít năng lượng nhá. Cái năng lượng của nhân sâm ấy là nó giúp cho chúng ta tạo ra năng lượng nhá. Nhân sâm làm cho tất cả các hệ cơ quan của chúng ta làm việc hiệu quả hơn, làm tăng gì, làm tăng cái mức độ, tốc độ và cái hiệu quả trao đổi chất lên, tức là nó làm tim mạch khỏe lên, nó làm cho thần kinh chúng ta hoạt động khỏe lên, tất cả các hệ làm động hoạt động trơn tru, tăng đào thải chất độc lên và tăng hấp thu gì những cái dưỡng chất tốt. Tóm lại, nhân sâm nó can thiệp vào cơ thể chúng ta theo một cái kiểu rất là, mình phải phải nói là dùng ngôn ngữ AQ là gì, nó làm cho chúng ta khỏe lên về tổng thể đi, nó làm nó ngăn chặn những thứ làm cho chúng ta không khỏe, những thứ làm cho chúng ta không khỏe nó là cái gì thì chúng ta đôi khi không thể liệt kê ngay được, nhưng mà nó là chúng ta khỏe lên một cách từ từ thì nó đẩy lùi những cái thứ mà làm cho chúng ta không khỏe. Và dù là chúng ta dùng nhân sâm như thế nào thì cái lối sống nha, chúng ta hãy quan trọng đến cái lối sống, hãy xây dựng lối sống như Phát nói vừa nãy đấy. Chúng ta phải tranh thủ cái việc là chúng ta ăn tốt để chúng ta gì, ăn nhiều rau nhiều chất xơ, chứ chúng ta ăn tranh thủ ăn tốt chúng ta vả đẫy thịt vào thì không, mà đến 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 ông nội Phát cũng chẳng giúp được gì, đúng không? Ông nội của tiến sĩ thạc sĩ cũng không giúp gì chúng ta cả, nên nói hài hước như vậy. Nhưng phải nói là gì, cái thiết yếu nhất trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta xây dựng nên một cái lối sống. Thì ở đây Phát đã hơi nan man một chút, đi ra ngoài cái chủ đề mùng 8 tháng 3 rồi, nhưng mà ở đây là gì, nhân sâm rất là tốt, kể cả là nó trực tiếp tham gia vào cái việc kiến tạo cái nhan sắc cho chị em, và gì duy trì nha, nó chống lão hóa vô cùng tốt, không có thứ nào chống lão hóa tốt bằng nhân sâm cả. Chúng ta biết là Dương Quý Phi đời nhà Đường cách đi bao nhiêu năm, nó đã làm bột nhân sâm đắp mặt rồi, và đó là một trong những con người đẹp nhất trong lịch sử nước Tàu nha. Đó là một cái người duy trì cái vẻ đẹp và cái sự bốc lửa lâu nhất trong cái lịch sử nước Tàu nha. Chúng ta biết là nhân sâm nó tác dụng như tốt như nào, nên là phải nói là chúng ta cứ nhìn Phát đấy, nó là một cái người đàn ông mà phải nói là mặt mụn, nó cái người mà sống với cái một cái da mặt xấu, ôi là xấu trong suốt bao nhiêu năm. Phát còn gì, còn da mặt còn xanh và xám nữa là bởi vì sao? Bởi vì là viêm xoang và viêm mũi dị ứng, cho nên là trước đây làm YouTube đâu có đăng video đều được đâu, là bởi vì là sao, có những ngày có những lúc cái mặt nó mọc toàn mụn, nó mụn không nên được nhá. Không phải là không muốn sản xuất video mà không nên được, vì là sao? Bởi vì mặt trong những ngày đó mặt mình mọc mụn, nó nóng, nó mọc mụn lên và nhìn nó rất là kinh khủng nhá. Chúng ta biết là quay video này mà có cái mụn bọc to bằng đầu ngón tay này, mụn bọc cái nào cái đấy nó nổi lên to tướng, nhưng mà Phát tiệt từ cái đó nhá. Phát không tin nổi đâu, nó tự nhiên nó không mọc nữa nhá. Bình thường trong những tháng đầu tiên Phát uống nhá, nó vẫn mọc lên một vài cái, và có những cái Phát test bằng cách gì, Phát dùng cái nhân sâm bột này nhưng Phát nấu ở lồng độ rất là đặc, đậm đặc luôn đấy nha. Và Phát dùng cái bông Phát chấm nó lên, hoặc là ngâm với rượu nhá. Phát thì thử nhiều cách lắm nha. Ngâm với rượu độ cao ấy, xong bắt đầu chấm vào, nó đều có tác dụng nhau cả, đều làm cho mụn bọc nặn đi một cách từ từ, êm thấm luôn. Và đó là cái đặc tính kháng viêm kinh khủng của nhân sâm nhá. Nhân sâm phải nói là nó là một cái thứ vừa làm cho chúng ta khỏe lên mà vừa bảo vệ chúng ta, ngăn chặn những cái thứ làm cho chúng ta yếu đi, làm cho chúng ta xấu đi. Và ở đây chúng ta đang nói đến lão hóa nhé. Lão hóa là một cái kẻ thù âm thầm, các gốc tự do ấy, khi chúng ta càng già nó tích tụ lại trong cơ thể chúng ta, nó gây ra hơn 100 loại bệnh thuộc về lão hóa, đúng không? Trong đó thậm chí là cả một số những bệnh như là ung thư, như là các bệnh đang phổ biến ngoài xã hội, đúng không? Những bệnh không lây đấy, thì các gốc tự do nó sẽ bị tiêu diệt cực kỳ triệt để bởi cái bởi nhân sâm, bởi táo đỏ và cả trà xanh đấy nhé. Riêng cái trà xanh ấy nó có tác dụng mà tiêu diệt gốc tự do gấp hàng trăm lần so với các vitamin ấy. Những vitamin của chúng ta, những vitamin E, vitamin
C là những vệ sĩ của cơ thể đúng không, chất đề kháng của cơ thể, nhưng mà nhân trà xanh nó còn mạnh gấp hàng trăm lần bọn nó. Thế mà kết hợp với trà xanh với lại nhân sâm với táo đỏ này thì chúng ta sẽ có một cái bộ ba để mà phòng chống ung thư, phòng chống lão hóa và phòng chống cả đống bệnh nhá. Riêng chúng ta uống trà sâm nha, đừng có nói đến ung thư thì không không bao giờ chặn được 100%, phát không không dám nói vậy nhá. Nhưng chúng ta sẽ giảm được nguy cơ 70-80% và kết hợp với lối sống nó có thì có khi giảm sâu hơn nữa. Kết hợp với ăn uống và lối sống thì chúng ta giảm sâu hơn nữa, bởi vì là có rất nhiều phần trăm chúng ta bị ung thư liên quan đến lối sống của chúng ta nhá. Cái lối sống thì không ai có thể giúp chúng ta được, không thể tiên giáng trần hoặc là thánh giáng thế nào mà thay được đổi được lối sống của chúng ta cả. Lối sống là do chúng ta xây dựng nên, do những thói quen hàng ngày ngày chúng ta tạo nên đúng không? Chúng ta tạo nên thói quen tốt thì chúng ta có lối sống tốt, mà chúng ta tạo nên thói quen tệ thì chúng ta có lối sống tệ. Và dù chúng ta tạo nên thói quen nào thì chúng ta cũng là cái người mà đầu tiên và duy nhất gặt hái cái kết quả của nó đúng không? Thì phát xin nói một điều, một cái sự chân thành ở đây nó là như vậy. Chúng ta tạo nên thói quen tốt hay chúng ta tạo nên thói quen tệ thì chúng ta cũng là kẻ đầu tiên và duy nhất thưởng thức cái kết quả của nó nhé. Thì đối với nhân sâm thì còn một vài những cái tác dụng tuyệt vời khác về tác dụng chống tiểu đường, chống gút nha. Đối với nhân sâm thì nó có thể là thay đổi cả tình trạng tiền tiểu đường của chúng ta. Thôi nhưng đối với bệnh tiểu đường thì phát ra phải nói về lối sống. Bởi nếu chúng ta bị tiểu đường hoặc bị tiền tiểu đường mà không vận động thì coi như không nha, không có tác dụng gì cả nha. Nếu chúng ta đã bị tiền tiểu đường rồi hoặc là chúng ta đã bị tiểu đường rồi mà chúng ta không không vận động, chúng ta để thừa cân béo phì thì rất nguy hiểm nha. Đó là hai cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiểu đường, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tiểu đường type 2. Và chúng ta biết là tiểu đường type 2 nó chiếm 95% số ca tiểu đường trên thế giới này. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không thay đổi được lối sống, không tập vận động đi nhá, không tập quản lý cân nặng đi, thì lúc đấy nếu chúng ta bị tiểu đường thì cũng cũng chịu đành thôi. Chứ là nhân sâm nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ chúng ta gì trong cái việc là sử dụng cơ, giúp cơ bắp sử dụng đường tốt hơn này, làm khỏe insulin này và tăng sản xuất insulin nhá. Tất cả những cái đó nó nhắm vào hormone insulin của chúng ta, và insulin nó là cái thằng thằng công nhân dọn dẹp đường trong máu, tức là nó làm giảm cái lượng đường trong máu đi. Mà insulin khỏe nhiều thì đường trong máu sẽ giảm, nhưng mà đường trong máu sẽ đi đâu? Đầu tiên là phục vụ cho các mục đích vận động của chúng ta, suy nghĩ, vận động, làm việc, tất cả đều dùng dùng năng lượng từ đường cả. Cho nên chúng ta nếu mà chúng ta suy nghĩ, vận động, làm việc, tập luyện các kiểu, nói tóm là gì, nói tóm lại các hoạt động về tinh thần và thể chất, nếu chúng ta làm nhiều thì chúng ta tiêu thụ nhiều đường thì chúng ta sẽ có ít đường để biến thành mỡ hơn, hoặc là không có đường để biến thành mỡ thì chúng ta sẽ gầy đi. Và nếu mà chúng ta mà ăn vẫn nhiều như bình thường mà chúng ta không vận động thì insulin có nhiều nên có khỏe đi, thì nó dọn dẹp cái đường nó biến vào mô mỡ cả, thì chúng ta lại gì, chúng ta lại lại tăng cân tiếp đúng không? Và khi chúng ta tăng cân thừa cân thì nó sẽ có một cái phản ứng hàng loạt, trong đó là gì, trong đó là các cái mô mỡ nó sẽ tiết ra những chất để ức chế ngược trở lại insulin này, trong đó là gì, nó sẽ làm mù cái men đo đường này, rồi là mỡ cao thì sẽ làm cho mỡ gan, mỡ máu cao, rồi tóm lại tất tần tật, tóm lại là cái thừa cân béo phì ấy và cái lối sống không vận động nhá, nó làm không biết bao nhiêu thứ chuyện đâu. Nhưng mà thôi, nó đi xa có cái chủ đề ngày hôm nay quá, Phát muốn làm một cái livestream ngắn về cái chủ đề là chăm sóc sức sắc đẹp và sức khỏe của người phụ nữ, tức là trong nhà chúng ta có vợ, có mẹ vợ, rồi có những người người thân của chúng ta là phụ nữ, thì chúng ta có thể chăm sóc họ đơn giản bằng những gói nhân sâm này. Mỗi một ngày nó chỉ bằng một lon nước ngọt thôi, 11.600 đồng một ngày. Còn trà xanh thì nó rẻ quá, Phát cũng tính đó có thể vài ngàn nữa, thì cái đấy Phát cũng không có bán trà xanh, mà Phát có bán trà sạch đây nha. Trà sạch này nếu chúng ta mua cả ký lô, tóm lại mua một lạng được bây giờ thì vài lạng, chúng ta mua từ 200 gram trở lên thì Phát sẽ hỗ trợ chúng ta, và chúng ta mua được cái trà tốt và giá khoảng tầm giá của nó khoảng tầm 37.500 một lạng. Đó, trà đó thì nếu mà uống mà so với trà 45.000 ở ngoài quán thì nó tốt hơn nhiều nha. Không những là cái vị của nó đâu mà cả là cái độ sạch của nó, mình sẽ cảm nhận được cái vị của nó. Và Phát uống như này cho nên chúng ta tùy, nếu chúng ta tin Phát thì chúng ta dùng trà này, nó vừa sang trọng vừa rất là sạch. Thế còn tốt nhất ấy là chúng ta mua trà xanh về chúng ta hãm thì cả nhà uống, hoặc là thì sáng ra thì người sau khi ăn sáng thì người vợ, người phụ nữ chúng ta có thể dùng một cái này cắt ra đổ vào ly, một ly này cũng được, hoặc là có thể to hơn một chút nữa, nhưng một ly đó là được rồi. Và chúng ta chế nước trà xanh nóng mà chúng ta khuấy đều lên, và chúng ta uống trước khi đi làm, hoặc là trước khi chúng ta mở cửa hàng
Hoặc là nếu mà chúng ta ở nhà mà làm việc tự do thì uống giờ nào cũng được, nhưng tốt nhất thì cái lúc mới dùng thì chúng ta nên uống trong ngày. Và là Phát xin nói một lần nữa là gì, dù chúng ta mua cái sản phẩm này nó rất là lành, rất là an toàn, nhưng mà nếu chúng ta mục đích như nào thì hãy hãy cho Phát biết nhé. Và đặc biệt là kể cả cái tình trạng của cái người uống nhân sâm đấy thì họ sẽ biết cách sử dụng hiệu quả hơn và được hưởng lợi ít nhiều hơn thôi, chứ còn nhân sâm thì nó rất là lành nhé. Sâm thì cực kỳ lành, nhiều người bảo là tôi đau bụng tôi có uống được nhân sâm không? Ông đau bụng ông mới cần phải uống nhân sâm nhé, ông đau bụng ông mới cần phải uống nhân sâm. Có những người bị men gan cao, có những người bị bệnh mật ấy nhé, uống nhân sâm vào là họ khỏi được nhé. Nhân sâm vào nó giúp cho cái thanh lọc, nó thải loại chất độc trong máu đi, và chất độc trong máu ít đi thì gan sẽ ít việc đi, thận sẽ ít việc đi, và gan và thận sẽ khỏe lên. Và những tác dụng chữa lành của nó với những cái cơ quan nội tạng của chúng ta rất là tuyệt vời, đặc biệt là các cái thứ bệnh mà nó mang tính chất mà nó mãn tính ấy, nó có tác dụng rất là tốt với gan với thận nha. Nhân sâm nó có tác dụng đối với những cái cơ quan lọc máu đấy, là bởi vì sao? Bởi vì tác dụng của nó là nó làm trẻ hóa mạch máu, và nó làm cho máu của chúng ta là loãng hơn này, hoạt huyết hơn này, rồi là nó chống hình thành các cái huyết khối, tức là cục máu đông ấy, rồi là gì, nó loại bỏ mỡ máu. Cái việc mà nó loại bỏ mỡ máu ấy nó giảm cho gan cho thận không biết bao nhiêu công việc nhá, và nó tăng cả cái cholesterol tốt lên nhá, nó giảm cholesterol xấu mà nó tăng cholesterol tốt, phải nói là làm cực kỳ nhiều công việc ghép. Và gì, khi chúng ta uống nhân sâm vào chúng ta cái hơi sức của chúng ta nói nó cũng khỏe hơn. Vì sao? Vì nó tăng cái lượng oxy trao đổi từ từ phổi đấy lên đến 30%, cho nên là chúng ta sẽ có năng lượng, có sức lực, và chúng ta không phải gắng sức mà chúng ta vẫn cứ có sức khỏe. Thì cái sức khỏe và vẻ đẹp đối với người phụ nữ thì đó là những cái món quà theo Phát, đó là tốt nhất, chân thực, gọi là gì nhỉ, phải nói là nó không chỉ là ở cái sự tức là ý, nó không chỉ đơn giản là một món quà đâu. Nó ý Phát là gì, nó không có diễn ra trong vòng một ngày đâu, mà cái sự chăm sóc này là sự chăm sóc bền vững. Một một ngày thay vì chúng ta sử dụng những thứ mà nó hào nhoáng, những thứ mà có thể là dùng một thời gian ném đi, hoặc những cái thứ mà chỉ có tác dụng trưng bày thôi, chứ chúng ta biết có những thứ rất là đắt tiền, nước hoa hoặc là hoa nọ hoa kia, hoặc những cái bộ cánh đẹp, những cái đôi giày hàng bao nhiêu triệu, thì những thứ đó đấy thì về cơ bản là nó không có tác dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta cả. Đây, ý Phát muốn nói là một cái đẹp từ bên trong, một cái đẹp đến từ gì, một cái cơ thể khỏe mạnh và gì, và có sức sống nhé. Ở đây nó làm cho người phụ nữ phải nói là mình phải nói là nó toàn diện hơn rất nhiều so với đi thẩm mỹ viện, mà cái vẻ đẹp của họ ấy là một cái vẻ đẹp tự nhiên, là một cái vẻ đẹp nó tỏa sáng, chứ không phải là một cái vẻ đẹp mà mượn cái nọ che nấp cái kia đi, phải che chỗ này đi, phải lấy cái này vá vào cái kia thì nó mới đẹp. Thì xin lỗi, đây thì Phát là cái người thẳng thắn, cho nên là mình từ chính một cái con người mà mặt mũi và đó là chưa bao giờ hết mụn trong suốt cái cuộc đời thanh xuân của mình, chứ sắp già sắp chết rồi, tóc bạc trắng mà còn đầy mụn trên mặt đấy. Nhưng mà phải nói là chỉ nhờ uống nhân sâm chưa đầy nửa năm mà phải nói là bên cái mặt bây giờ cực kỳ hiếm khi nào có một một hai cái mụn nữa thì thấy hiếm nó rồi, mà nó không có mọc những cái mụn lớn như trước đây có những mụn nó to như đầu ngón tay này, đầu ngón út này, nó mọc nó có khi 2 3 tuần nó mới nặng, mà nó nặng thì nó để lại cái vết rất là khó chịu nha. Đấy là những cái gì mà Phát muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì một cái sản phẩm nó có giá bán lẻ là 280 ngàn, có giá bán theo set, một set 5 hộp được tặng một hộp là 6 hộp, mà như vậy thì giá của nó chỉ còn 230 ngàn. Mình có thể tặng cho bà xã, tặng cho mẹ vợ luôn, tặng cho những người là phụ nữ hoặc là kể cả những người già nhé. Người già thì kể cả phụ nữ đàn ông đều cực kỳ quý, và đó là cái tác dụng đa năng của nhân sâm. Đa năng như đừng có nói là không tốt nhé, nó làm những cái việc mà phi thường nhé. Mình xin nói nó là một cái sản phẩm mình gọi là quốc dân Việt Nam ở cái giá cả nhé. Cái giá 280 ngàn một hộp thì đã là ai cũng mua được rồi, nhưng mà nếu mà nó kéo xuống 230 ngàn, tức là một set 5 hộp được tặng một hộp, thì nó còn quốc dân nữa, nó còn bình dân nữa. Và chỉ cần chúng ta là một người lao động nhé, chúng ta chỉ cần là một người lao động có công việc thì ai cũng mua được nhé. Nó rẻ vô cùng, nó chỉ giá sử dụng một ngày nó chỉ bằng một lon nước ngọt, và nếu chúng ta dùng nó đấy thì nó là hàng hàng bao nhiêu cái lợi không thể kể hết được, chứ không phải là nó chỉ cần liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp, đến cái tinh thần của chúng ta. Ngoài ra nó còn gì,
chống lão hóa thì ngăn chặn bệnh tật và hỗ trợ điều trị bệnh, và rất nhiều thứ bệnh mà phải nói là không biết, rất đơn giản thôi, đơn giản nhưng mà có những người đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền mà không chữa được. Đó là mình nói đơn giản như cái bệnh mất ngủ nhá, cái bệnh mất ngủ các bác và các bạn hãy tra mất ngủ lên trên mạng, chúng ta sẽ thấy rằng có những người họ mất ngủ hàng bao nhiêu năm, có những người họ chưa hề có giấc ngủ trong nhiều năm, giấc ngủ ban đêm ấy, có những người ban đêm thì mất ngủ ban ngày vạ vờ vạ vật, rất là nguy hiểm trong lao động, trong làm việc, trong giao thông, mà nếu mà như thế thì cực kỳ nguy hiểm nhé. Thì một cái câu chuyện thú vị về cái khả năng điều trị mất ngủ cái này thì là Phát có một cái người khách hàng thì họ bị cao huyết áp, và mình khuyên cái này vì sao, vì mình nghĩ là tuổi người ta ca lớn rồi đấy, trên dưới 60 rồi, thì mình đưa cho họ cái này. Thế nhưng mà uống cái này một thời gian sau kết hợp với trà xanh, như Phát nói đấy, cái này với trà xanh nhé, còn giảm huyết áp nhé. Và cách thức như nào hãy liên hệ Phát để Phát chỉ, và đặc biệt là gì, Phát phân tích cho mọi người biết rằng lý do vì đâu mà nó giảm được nhé, tại sao nó giảm được, mình biết rõ nó thì mình sẽ có lòng tin hơn, đúng không đấy. Về chúng ta chỉ đơn giản là gì, nó làm loãng máu ra, đúng không, nó loại bỏ mỡ trong máu, làm loãng máu ra, làm sạch mạch máu, ba tác dụng chống hình thành cục máu đông, tăng cái cholesterol tốt để giảm cholesterol xấu đi, và nó làm cho mạch máu co giãn hơn. Thì những tác dụng như thế thì rõ ràng chúng ta cảm nhận cái dòng máu bên trong nó có dễ chảy không, có dễ đi không, cái quả tim co bóp nó đẩy cái máu đi mà cái mạch máu được sạch hơn, co giãn hơn. À, bản chất cái máu đấy thì nó không có đặc quánh lại, không có sệt, mà nó hoạt huyết, mà nó ít những chất lởn vởn bên trong thì sướng không, quả tim sướng không, sướng quá không nhỉ. Và như vậy thì cái khi mà cái máu nó đi được dễ dàng ấy, thì cái đầu óc của chúng ta, thần kinh của chúng ta nó sẽ chỉ đạo cái quả tim của chúng ta gì, nó đập chậm lại, và như thế là nó bảo vệ quả tim của chúng ta, chống những cái vấn đề về quá tải, về cao huyết áp, như là suy tim hoặc là gì, hoặc là cao huyết áp thì nó phá lung tung cả luôn đấy. Cao huyết áp như vậy bị sơ vữa động mạch nhé. Cao huyết áp như là sơ vữa động mạch thì đôi khi cao huyết áp như là gây ra thiếu máu chỗ nào chỗ kia nhé, thiếu máu ở tim, thiếu máu ở não, thiếu máu ở chi, thiếu máu ở thận, vân vân nhé. Đó là hiện tượng mà các cái mạch máu của chúng ta bị tổn thương do chịu áp lực lớn liên tục, và tại những vị trí tổn thương đó thì nó sẽ hình thành các cái mảng xơ vữa, và chúng ta biết các mảng xơ vữa nó dày lên theo năm tháng, và càng ngày nó càng bít dần cái động mạch của chúng ta lại, đến một lúc nào đó thì cái động mạch của chúng ta nó hẹp quá, nó không dẫn được máu nữa thì sẽ sinh nắm chuyện lắm, đúng không. Nếu cái động mạch đó là động mạch vành thì chúng ta sẽ bị đột quỵ tim, bị sốc tim, đúng không, từ gọi là đau tim cho đến gì toi, đúng không, từ đau tim cho đến chết thôi. Và nếu ở động mạch cảnh, ở động mạch trên đầu đây, trên não đây, thì vấn đề cũng không hề đơn giản, đúng không, cũng nguy hiểm ngang với ở tim. Và nếu mà ở động mạch thận thì có thể là gây suy thận, và ở chân thì cũng có thể là phiền toái lắm. Tóm lại là cái mức độ của nó phụ thuộc vào cái vị trí, cũng như là cái độ lớn của cái động mạch, cũng như là gì, cái khả năng xử lý của chúng ta về y tế. Cho nên Phát cũng không phải là một nhà y tế, Phát chỉ nói ở đây là những kiến thức gọi là gì, gọi là thưởng thức thôi nhé. Phát chỉ là người bỏ công ra tìm hiểu những kiến thức thưởng thức và chia sẻ với mọi người thôi. Phát học những cái này vì sao, vì nó liên quan đến nhân sâm, Phát là sứ giả của nhân sâm, và Phát cần học mọi cái mà nhân sâm có thể hỗ trợ được, có thể cải thiện được. Và chỉ cần với một cái tác dụng hoạt huyết và chống hình thành cục máu đông thôi, thì chúng ta có thể thấy những cái những nguy cơ và tim mạch của chúng ta không? Bên cạnh nó làm cho tăng cái lực bóp cơ tim lên, một cái câu rất là đơn giản, tăng lực bóp cơ tim và chống oxy hóa van tim nhé. Chỉ cần hai cái việc đó thôi, nó là thuốc thánh, chứ không cần phải là thêm những tác dụng gì khác. Và đấy, chúng ta chăm sóc vợ con, chăm sóc người nhà mà nó những vấn đề về sức khỏe, về lâu dài như thế nhé, bảo vệ tim mạch, chống đường chống tiểu đường, chống gút và chống ung thư, những tác dụng như vậy, bên cạnh những tác dụng về làm đẹp, về chăm sóc sức khỏe, về làm trẻ hóa, đẹp hóa và ngăn chặn lão hóa, thì chúng ta có thể thấy rằng những tác dụng như vậy có phải là thần thánh chưa? Gọi là thánh dược hay thần dược thì không đúng, như vậy nó là một cái thứ tuyệt vời, với đặc biệt là chúng ta so với mức giá của nó nhé, so với cái mức giá của nó chúng ta sẽ biết. Và những cái tác dụng về ăn ngon ngủ ngon và trẻ hóa ra thì chúng ta cũng không cần phải chờ đợi lâu, khoảng tầm trong vòng vài tuần là nó rõ rệt thôi. Thế còn tác dụng ăn ngon ngủ ngon thì sẽ ngay lập tức nhé. Hôm nay chúng ta uống vào thì ngày mai chúng ta có cảm giác chúng ta ăn ngon rồi, chứ không cần phải nữa. Và
Đối với những người mà họ chưa gặp vấn đề về rối loạn giấc ngủ thì ngay 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 hôm nay hoặc ngay ngày mai họ đã ngủ ngon rồi. Còn đối với những người gặp về vấn đề về rối loạn giấc ngủ từ gì khó ngủ cho đến gì mất ngủ ấy thì thông thường từ 3 ngày trở ra. Và như cái cô hàng xóm của Phát, cô bị mất ngủ kinh niên ấy, mười mấy năm ấy, thì mặc dù cô là dùng bên Herbalife nếu họ cũng là thực phẩm chức năng nổi tiếng đấy, nhưng mà cô cứ bị mười mấy năm không khỏi. Mình đưa cho đúng là 10 gói thì cô mới uống hết một nửa, đã cải thiện được rồi, đã ngủ được rồi. Thế cho nên phải nói là đối với việc mà chăm sóc miếng ăn giấc ngủ nó là số 1, và đối với người già đấy nhé, mình nói đây là những kể cả những người mà thậm chí là mới trên 50 tuổi thôi, chứ chưa phải là phải già lắm đâu, người già là trên 65 tuổi đúng không. Đối với những người mà lớn tuổi đó thì phải nói là miếng ăn giấc ngủ thì đôi khi nó là tất cả nhé. Xin chào các anh, hôm nay Phát ra làm là trộm livestream. Từ ra Phát muốn làm livestream sớm vì sợ lát chốc nó sẽ bận, cho nên là sẽ làm phá lịch một chút. Phát đã cố gắng thu xếp làm livestream vào tầm lúc gọi là 2 giờ chiều, nhưng mà phải nói là do cái sự sắp xếp cái công chuyện mà Phát cũng phải điều chỉnh lại một chút. Thì cố gắng hàng ngày lên trò chuyện với mọi người từ 1 đến 2 livestream, dù ngắn dù dài, nói mỗi chủ đề một cái khác nhau. Thì là một cái chuyên gia nha sâm, một người mà theo cái con đường chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì Phát đưa ra đây một cái sản phẩm mà nó có giá rất là bình dân, nhưng mà chúng ta khoan xét đến cái giá mà chúng ta hãy nói về những tác dụng của nó. Đây là cái chất lượng thực sự, cái sự chăm sóc chân thành của mình đối với bà xã hoặc là những người bên nhà vợ như là mẹ vợ hoặc là các dì các cô vân vân nhé, kể cả là các chú các bác lớn tuổi. Đối với người cao tuổi tức là từ 60 trở lên ấy, thì kể cả nam hay nữ thì nó cũng là thần dược nhé. Ít nhất là cái gì ăn ngủ và gì và cái sự nhức mỏi đau mỏi xương vai gân khớp ấy thì nó cũng giúp cho người ta cảm nhận nó dễ dàng hơn nhé. Đối với người già thì miếng ăn giấc ngủ nó cả một vấn đề đấy nhé, nhưng mà chỉ cần họ uống vào 1 2 ngày thôi đã tốt rồi. Chứ còn đối với vợ mình ấy, thì nếu mà dùng hàng ngày thì chỉ cần một hộp này, hết một hộp này thì cái sắc vóc và cái cảm nhận của mình về vợ mình đã nhìn thấy khác hẳn, cái sức sống nó đã có sự thay đổi rất là lớn rồi. Và đặc biệt là những nó là một cái sản phẩm mà có thể kích thích sản sinh estrogen, cho nên cái sức khỏe gọi là sinh dục cũng như là gì cái nó tượng trưng bằng các cái nét đẹp bên ngoài của người phụ nữ đó. Cái nước da của họ sẽ đẹp hơn, cái mái tóc sẽ đẹp hơn, ánh mắt nhìn nó sẽ có hồn hơn. Và nó tóm lại là phải nói là mình xin khẳng định đấy, nếu như người vợ là một cái người mà chúng ta làm việc bình thường, vẫn lao động bình thường, tức là không phải là gọi là bất thường nhá, thì họ sẽ đẹp hơn là đi thẩm mỹ nhá. Đi thẩm mỹ thì được cái hình bên bên ngoài, tức là mượn chỗ nọ đắp vào chỗ kia hoặc là còn ngụy trang đi thôi, còn cái này nó giải quyết vấn đề từ gốc rễ, từ bên trong vào ra. Cho nên sau này người phụ nữ họ dùng một thời gian thì họ họ trang điểm rất là ăn, và cái hình hình nét của họ ấy, khi họ đứng trước người khác hoặc khi được họ đứng trước những cái camera thì họ sẽ rất là ăn hình nhé. Và cái sự trang điểm nó sẽ cần đơn giản hơn và nó vẫn nổi bật. Một cái sản phẩm nó giúp cho phụ nữ đẹp từ bên trong ra, và cái giá dùng hàng ngày của nó chỉ là 11.600 đồng thôi. Và nếu mà chị em dùng sâm táo đỏ này với nước trà xanh thì cái sự trẻ đẹp ấy nó có thể duy trì rất là lâu dài, và nó có thể đảo đảo ngược lão hóa lại rất là nhiều nhé. Như Phát là một cái người Phát nói là phải nói là sần sùi như da cóc nhé. Ngày xưa ông anh Phát ông gọi mình là cái thằng rắn rắn chăn, tức là da mà mốc như da rắn chăn. Nếu mà ở ngoài Bắc vào cái mùa đông này đấy, đi đồng về là da nó thành thành vảy như là kiểu rắn chăn đấy nhé. Còn tuổi thanh niên Phát phải sống với những cái mụn bọc kinh khủng lắm, mụn trứng cá rất là kinh khủng. Thế nhưng mà mặt mũi bây giờ có những chỗ nó bóng loáng đi, phải nói là mình không tự khoe đâu, mà đêm qua là Phát gần như là chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ thôi, có sự cố và là phải 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 phải, phải dậy trong đêm ấy, và ban ngày chỉ ngủ bù được khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó không làm mình nhìn nó tăm tối lắm đúng không. Tóm lại là rất là ok, chứ không phải là đó là một người da siêu xấu nhá, mình là một người da cực kỳ xấu. Và chị em nếu mà ai mà có nước da xấu hoặc là bị ấy đấy, bị mụn như mình ấy thì uống cái này rất là tốt nhá. Và mình còn hướng dẫn ở đầu cái livestream là chúng ta có thể gì, chúng ta có thể là dùng cái nước sâm nấu hoặc là dùng bột nhân sâm để làm mặt nạ nhé. Để dùng bột bột nhân sâm làm mặt nạ thì rất là đơn giản thôi, chị em mua cái hũ bột này nhé. Cái hũ này thì bán lẻ 330 ngàn một hũ, nhưng họ bán theo set, set 2 hũ và set 5 hũ. Set 2 hũ là 660 ngàn, mà chúng ta làm được nhiều việc lắm, bao gồm là nấu ăn, làm bánh thì đều có thể dùng bột để được. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta pha trà,
Pha trà xanh uống, trà xanh và nhân sâm là một công thức tuyệt vời để trẻ hóa làm đẹp. Và cái bột này đấy thì mình có thể trộn với lại bột trà xanh và trộn với lại cái mật ong để chúng ta làm mặt nạ, chúng ta đắp mặt. Và đơn giản nhất thì như Phát nói là hãm ra để lấy nước để mà tẩm trước khi mà đi ngủ đấy, thì Phát đã có nói chi tiết rồi đúng không? Chúng ta lấy một thìa hoặc là 2 thìa bột này, chúng ta bỏ vào cốc, chúng ta bỏ vào đấy khoảng tầm 100 đến 120 ml nước sôi sôi kỹ đấy, chúng ta khuấy lên, xong chúng ta đậy nắp vào và chúng ta chờ cho nó thôi ra, nó tan, nó lắng vào, xong chúng ta gạn lấy cái nước sâm trong đấy và chúng ta tích vào những cái chai như thế này nhé. Nếu cái chai như Phát này nãy nói với anh Huỳnh đấy, anh Dũng Huỳnh, à, nó có cái con bi này nó rất tiện như Phát này, năm này cái chai này đấy, cho nên đấy thì nó chúng ta xoa đều ra trên mặt của chúng ta thì nó rất là tiện nhé, nó rất là tiện và nó hợp lý. Thế còn nếu mà không thì chúng ta có thể chọn một cái chai mà nó chỉ cần kín là được, chúng ta đậy nắp vào, chúng ta cất trong tủ lạnh buổi tối trước khi đi ngủ đi, phụ nữ có thể bỏ ra để lấy một ít nước ra, xong chúng ta đựng vào một cái dụng cụ gì đó, xong chúng ta lấy cái bông y tế đấy, chúng ta tẩm vào cái phần da của chúng ta nhé, thì nó dưỡng da tuyệt vời, chỉ cần một vài tuần thôi là nó sáng ra rất là nhiều, thậm chí là còn có tác dụng đối với những cái người mà bị da kiểu như bị chàm, bị xấu đấy, bị những cái vết vết nọ vết kia đấy, tóm lại da nó không sáng thì làm như vậy nó sáng lên nhanh rất nhiều. Nhưng mà đối với Phát chỉ là đơn giản nhất là gì, uống với trà xanh một ngày 11.600 nhân sâm và không biết bao nhiêu tiền nước trà, vì Phát cũng có kinh doanh nước trà và chị em phụ nữ một người chắc 1.000 nước trà một ngày thôi nhé, chứ không cần nhiều đâu nhé, cả cả công kết hợp lại là chỉ cần 12.000 hoặc 600 hoặc là gọi là 13.000 đi, thì là chị em phụ nữ chúng ta đấy có thể là có một cái công cụ gì chăm trước hết chăm sóc sức khỏe của mình đấy. Không khỏe thì không đẹp được đúng không? Thứ hai ấy, là nó ngăn chặn lão hóa lại chứ không chỉ là sức đẹp, và thứ ba là cái đẹp nó đến từ bên trong và nó hiện hữu ra bên ngoài rồi thì nó không mất đi nữa, và lúc đó chúng ta nhìn mặt mũi họ nó rất có sức hút nha, nó rất là có sức hút luôn, từ cái mái tóc, từ cái làn da, ánh mắt, tất cả nó trẻ lại hết, chứ không phải là chỉ có là mỗi cái gọi đi thẩm mỹ viện thì cái làn da thì được một thời gian đúng không, và nếu mà chúng ta sinh hoạt này khác rồi đấy nó lại trở lại như cũ. Cái đấy thì mình không phải là chuyên gia về thẩm mỹ, mình chỉ nói về nhân sâm thôi, mình là chuyên gia nhân sâm, mình khẳng định là có nhiều người đi thẩm mỹ về nhưng một thời gian sau này nhìn nó lại xuống như thường. Nhưng có những người thì không biết là có thể có những cái cao cấp hơn thì họ vẫn có thể sử dụng nhân sâm hoặc những cái thứ khác nữa đi, mình không biết. Nhưng mà nếu mà trước đây mình đã có biết có những người họ đi về thì mình thấy chắc bình thường lắm nha, không thấy hồng hào thắm thiết. Thế còn đối với nhân sâm này thì chúng ta làm một cái thức uống, và quan trọng hơn nữa là gì, chúng ta có một cái sản phẩm để chăm sóc cái phần phần đời còn lại của cái người bạn đời mình, chứ không phải là chúng ta chỉ là trong ngày ba mùng 8 tháng 3 hoặc là trong ngày mùng 20 tháng 10 đúng không, vân vân. Thì đó là những cái ngày mà người đàn ông tỏ ra quan tâm đến người vợ của mình, hoặc là làm những cái việc mà có ý nghĩa để làm nóng tình cảm các kiểu vân vân. Thì mình nghĩ là chăm sóc người thân của mình cái tốt nhất là cái sức khỏe, không khỏe thì thật là khó mà đẹp được đúng không. Và một cái sản phẩm nó không không phải là tính ra so với những thứ khác nó phù phiếm, nó không đáng bao nhiêu, thì một cái sản phẩm này thực sự nó lấy lại sự tự tin cho người phụ nữ rất là nhiều nhé. Và khi phụ nữ họ tự tin thì họ rất là đẹp thực sự là như vậy. Thì trong cái livestream ngắn này Phát chỉ muốn chia sẻ cái sản phẩm này với những cái tác dụng như vậy thôi. Tác dụng thứ nhất là rất là đẹp da, đẹp da chúng ta có thể uống với nước trà xanh nhé, hoặc là chúng ta có thể làm mặt nạ. Nếu chúng ta làm mặt nạ thì chúng ta có thể mua sâm bột này, nhưng mà theo Phát thì chỉ cần uống nước trà sâm thì đã là ok lắm rồi. Còn nếu chúng ta chăm sóc thật kỹ nữa, chúng ta cần cái dung nhan sáng ngời đấy, thì chúng ta có thể là gì, chúng ta mua bột trà và chúng ta đắp mặt thì nó cực kỳ tuyệt vời, hoặc là đơn giản chỉ là nhân sâm và mật ong nó đắp mặt cũng được nhé. Chúng ta công thức nó đầy trên mạng mà. Thứ hai là đen tóc, chống bạc tóc. Thứ ba là chống ung thư, đặc biệt phụ nữ bị ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Thứ tư là ăn ăn tốt, ngủ tốt, cho nên là có thần thái rất là rạng ngời, rạng rỡ nhá. Cái phụ nữ họ ăn ngủ tốt một thời gian, và cái này nó này kết hợp thêm là cái thứ năm là gì, tăng cái sản xuất estrogen, thì cái nữ tính của họ và cái sự hấp dẫn của người phụ nữ nó tăng lên rất nhiều khi mà cái lượng estrogen của họ nhiều đúng không. Tiếp theo là sáng mắt, rồi là nó chống 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 lão hóa, trẻ hóa ra, tức là uống một thời gian không chỉ là đẹp lên mà còn trẻ lại, thậm chí chúng ta cảm thấy là chúng ta trẻ so với trước đây vài tuổi luôn. Cái chuyện đấy bình thường, thậm chí là ông tổng giám đốc của mình ấy, ông ấy năm nay ông 61 60 61 tuổi, ông còn nhìn còn trẻ hơn mình, thực sự như vậy. Mỗi buổi sáng ông chạy 5 cây số, 7 cây số, có ngày cả chục cây số nhé.
người đàn ông 61 tuổi làm việc một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, phải nói là đó là một cái điều tuyệt vời. Tất nhiên chúng ta ở đây chúng ta phải thấy rõ cả hai điều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tác dụng của nhân sâm làm cho ông rất là trẻ, nhìn ông chỉ như một người đàn ông 45 tuổi, thậm chí là chỉ như 40 tuổi thôi, mặt mũi ông đấy như vậy nhé, chỉ nhìn 60 tuổi nhưng nhìn chỉ như 40 tuổi thôi. Đó là cái tác dụng của nhân sâm. Nhưng ông khỏe như thế không 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 phải là do sâm. Chúng ta phải mùng 1 Tết ông vẫn chạy 6 7 cây số nhé. Mùng 1 Tết vẫn vẫn chạy 6 7 cây số. Anh em hãy suy nghĩ về cái điều này. Đó là thói quen đấy. Đó là lối sống đấy. Đúng không? Mùng 1 Tết thì thông thường chúng ta say rượu nhưng mà người ta vẫn chạy ngàn cái số. Và cái này đấy thì chưa chắc là sản phẩm của cái thời đại này đâu. Chúng ta phải biết là bố của anh ấy sống đến 94 tuổi. Nhé. Và người cha truyền lại cho con không chỉ là cái gen sống lâu đâu. Chúng ta có đầy đầy người có gen sống lâu nhưng cũng chẳng sống được lâu, đúng không? Chúng ta có tỷ tỷ người có gen sống lâu mà vẫn 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 chóng chết đấy. Cho nên là ở đây là cái thói quen, và một những cái thói quen, một trong những thói quen ấy có thể là do ba anh ấy đã truyền lại cho, và phải nói là một cái con người có ý thức kỷ luật cực kỳ cao như vậy. Mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, 3 ngày mình theo dõi liên tục, không có ngày nào không chạy cả. Đó. Và chạy thì cái hệ tim mạch nó rất là tốt và cái chuyển hóa trao đổi chất rất là tốt. Vậy thông thường ấy, trong chúng ta trong những ngày Tết, trong những ngày lễ chúng ta bị nấp đầy, bị quá tải, overload bởi gì? Bởi thức ăn, bởi rượu bia, bởi khói thuốc lá. Nhưng mà một cái con người họ rất là giàu có, rất là khỏe mạnh như thế, họ chọn gì? Họ chọn duy trì lối sống. Thì cái này điều chúng ta hết sức là lưu ý nhé. Ở đây các anh đến với em là các anh ấy, em nghĩ là các anh cũng không còn trẻ nữa đâu. Và bản thân em ngày trẻ là một cái người mà phung phí sức lực, phung phí tiền bạc, thời gian vào những chuyện vớ va vẩn, hút một ngày cả hơn một bao thuốc lá, uống một ngày cả lít rượu rồi, đã biết thế nào là cái mùi của những thứ đó rồi, chứ không phải là chưa biết cái mùi nghiện ngập. Mà chúng ta nói với nhau như này là cái sự chân tình. Và Phát thì thoải mái lắm, chúng ta có thể nhờ Phát tư vấn đến cùng và giải đến cùng, chúng ta đi chỗ khác mua. Phát chỉ cần chia sẻ là cái thứ sản phẩm nhân sâm này nó tốt lắm, nó có con dấu FDA, nó bán được cho thị trường Mỹ, nó cung cấp được cho người dân Mỹ, nhưng mà Việt Nam chúng ta, người dân chúng ta đang mua với giá rất là rẻ. Chúng chưa bao giờ có cái giá nhân sâm như này, mà đây là nhân sâm Mỹ, uống vào khỏe ra, uống vào đẹp ra ngay, khỏe ra ngay, uống vào có tác dụng ngay, uống vào thay đổi dung mạo ngay, uống vào chất lượng cuộc sống thay đổi ngay, chứ không phải là cái thứ gì mà phải uống có những cái gói kẹo sâm. Phát phát đi tàu mua những gói kẹo sâm phải nói là ăn ăn cả gói, chả thích cảm nhận kẹo sâm ấy, chữ toàn chữ Hàn Quốc, nhưng mà ăn một vốc này cũng không thấy khỏe đấy. Thì nói chung là đôi khi chúng ta khỏe nên do ám thị, chứ còn riêng nhá, riêng đúng cái thứ sâm này nhá, đúng cái thứ mà gọi là để dành để tăng cường sức khỏe, cái này là vừa vừa thôi, tức là một gói này của nó thì bằng khoảng tầm một viên sâm Hàn Quốc, nó có khoảng 200 cho đến 500 mg sâm, 500 mg sâm dữ dội lắm rồi. Còn bình quân cái viên mà nó bán là khoảng tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu một 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 hộp ấy, một hộp 60 viên ấy, thì một viên của nó chỉ có 200 mg sâm thôi. Nhưng một cái gói này là 350 mg sâm rồi, mà gói này là gói có ít sâm nhất của công ty Pháp. Công ty Pháp có những gói là nó chứa đến bao nhiêu? Nó chứa đến 1.400 mg sâm, tức là một gói đó bằng 7 viên sâm Hàn Quốc. Và Phát uống này này, Phát uống một ngày, Phát uống một gói đó 1.400 mg sâm, nó khỏe và nó trẻ lại như này. Sức lực thì phải nói là mình chưa chưa bao giờ mình khỏe như này, kể cả trong tuổi thanh niên Phát cũng khỏe như này. Phát xin khẳng định nhá, năm nay mình 46 tuổi nhưng mà thời thanh niên Phát chưa bao giờ khỏe nên như này. Thanh niên cũng chưa bao giờ nắm hai tay này hít đất liên tục được 100 cái cả. Bây giờ tuổi này Pháp có thể làm được, có thể nắm hai tay này hít đất liên tục 100 cái, có thể chơi chơi thể thao thể dục một vài tiếng, một hai tiếng đồng hồ không bị mệt. Thì tóm lại là Pháp cũng đang cố gắng noi theo cái gương của anh xếp tổng, vì là bên cạnh cái việc là kiếm tiền thì cũng phải xây cái ngôi nhà sức khỏe nữa, chứ không thì không xây cái ngôi nhà sức khỏe đến lúc già thì có những người về về già rồi có khi là sống lúc đấy là vợ con cả vợ cả chồng đều già, hoặc là có khi mất một người rồi mà sức khỏe nó không tốt rồi thì sao, con cái nó có chăm được mình không, thực sự rất là nguy hiểm, mà chính mình cũng không chăm nổi cha mẹ mình cơ. Cho nên phải nói là chuyện mà chúng ta chăm sức khỏe cho chúng ta lo xa đi từ bây giờ, khi ở độ tuổi chúng ta trên dưới 40 rồi là một chuyện hết sức bình thường. Và quan trọng là cái chi phí của nó rất là rẻ, cái chi phí của nó tính ra nó không đáng là bao nhiêu cả, nhưng mà đôi khi chúng ta làm những cái chuyện vớ va vớ vẩn, uống một ngày, có những người họ uống một ngày hai lon nước ngọt đây, sáng đi làm cắp theo một chai trà xanh, chiều về chiều đi làm cắp theo một chai nữa nhá, trong cái lúc làm ấy thuốc thì đứa này ra đứa kia vào, họ cho cái việc đấy hết sức bình thường,
đó là con người thông, đó là những con người hết sức thông minh nha. Chúng ta nói về chuyện họ đôi khi họ vừa phì phèo thôi, còn nói chuyện với chúng ta nhiều khi lại rất là tỏ ra trên cơ mình, nhưng mà họ cũng không biết họ đang làm gì bản thân họ cả. Cái đường ấy, cái nước ngọt này rất là kinh khủng nha. Phát sinh nói là ba cái nước ngọt, trà xanh các kiểu, trà đào các kiểu ấy, nó toàn đường 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 hóa học, toàn đường hóa chất không ấy. Nha, đường đường đấy kể cả là đường mía đi cũng nguy hiểm nha, đường mía cực kỳ nguy hiểm nha. Hoa Kỳ, VOA Hoa Kỳ nó bảo là cái chất độc giết người thầm nặng cơ mà. Và nó giết người thật chứ nó có giết người đùa đâu. Chứ là biết là tiểu đường là giết 5 giây một người. Tiểu đường là ở đâu ra? Tiểu đường là thừa cân béo phì ít vận động gì? Tiểu đường giết 5 giây một người đấy. Nha, đây là con số của năm 2021 rồi. 6,7 triệu người bị chết một năm vào 5 giây một người. Và chúng ta uống một lon nước ngọt này là chúng ta đủ đường một ngày rồi. Nhưng mà một ngày đường chúng ta còn nạp vào bằng đường cơm, ăn cơm cũng là nạp đường vào gì? Ăn cơm cũng là nạp đường vào. Thế rồi chúng ta ăn các đồ chứa carbon hydrate khác, ăn cháo, ăn bánh mì, ăn những cái các loại bánh gạo, bánh ngủ các kiểu thì cũng là nạp carbon hydrate, cũng là nạp đường vào. Thế mà trong cái nước ngọt đấy nhá, nó không chỉ có chứa nhiều đường đâu, mà nó còn chứa cái đường fructose. Cơ thể của chúng ta chỉ dung nạp glucose thôi đúng không? Khi trước khi mà chúng ta rối loạn dung nạp glucose là chúng ta bị tiền tiểu đường rồi đó. Thế mà chúng ta lại nhét vào trong này là một nửa glucose và ít nhất là một nửa fructose, có thể nhiều hơn nha. Cái fructose đấy chúng ta không 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 tiêu hóa được, không sử dụng được, và nó sẽ đi vào mỡ của chúng ta, nó đóng thành những cái giọt mỡ siêu nhỏ trong gan của chúng ta, và nó đi vào máu của chúng ta, và chúng ta biết một khi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì ôi thôi rồi, nào là viêm gan, xơ gan, ung thư gan, nào là máu thì nhiễm mỡ rồi, là xơ vữa động mạch, huyết áp cao các kiểu. Mà những cái bệnh đấy nhá, bệnh nọ nó xuyên táo sang bệnh kia, nó ảnh hưởng đến nhau, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, và kết hợp với ông thuốc lá này thì thôi rồi, thành bộ ba bộ tứ bộ ngũ sát nhân kinh khủng lắm. Chứ không đơn giản, chúng ta càng tìm hiểu thì chúng ta càng một trong những mục đích của Phát là chúng ta nghe những live stream của Phát, chúng ta sẽ cảnh tỉnh, chúng ta sẽ đi tìm tìm hiểu nhiều hơn về tác hại của như Phát hôm nay, các anh về xem tác hại của đường nhé. Tác hại của đường nó là tác hại kinh khủng. Chúng ta sẽ thấy đài VOA của Hoa Kỳ tiếng Việt đấy, nó nói là đường là chất độc trắng đấy, chứ không phải là đơn giản đâu nha. Và nước Mỹ nhé, vào năm 2017 họ đã bỏ ra 327 tỷ đô la để chỉ để chữa bệnh tiểu đường thôi, chỉ để điều trị bệnh tiểu đường thôi. Mà năm 2017 thì 327 tỷ đô la, tức là nó xăm xêm với lại GDP của Việt Nam mình rồi đấy. Một cái khoản tiền mà tương đương với GDP của Việt Nam chỉ dành cho người Mỹ chữa bệnh tiểu đường thôi. Và người ta dự tính những con số kinh khủng của nó về những năm 2045, 2030 nó còn kinh khủng và ảm đạm nữa. Không những là về số người mà còn về tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường gia tăng. Bây giờ có những quốc gia bị tiểu đường 20% dân số trưởng thành, 10 thằng trưởng thành bị hai thằng bị tiểu đường rồi. Và chúng ta phải nghĩ đến cái khoảng thời gian, chúng ta hãy nghĩ đến chi phí, chúng ta hãy nghĩ đến khoảng thời gian, những cái chi phí và cái lực lượng lao động và cái quốc lực ở đây của họ để nhằm vào, thay vì là phát triển quốc gia lại nhằm vào để chữa bệnh cho mấy cái thằng nó ăn nhiều xong nó lười vận động. Thế phải nói, chúng ta phải nói là như vậy, đó là cái lên án về cái lối sống. 95% là do tiểu đường type 2, mà được tiểu đường type 2 nó gắn chặt với lối sống. Tất nhiên ở đây mình không bơi đũa cả lắm, vì có những cái người họ bị các cái rối loạn do những cái bệnh khác, hoặc do dùng một loại thuốc, hoặc do những cái kết quả sau một cái đợt điều trị cái gì đó, thì đó là một cái tỷ lệ nhỏ thôi. Nhưng mà chủ yếu đấy là mình đánh động về mặt lối sống của chúng ta. Chúng ta hãy chịu khó nghiên cứu một chút, kể cả là chúng ta là như thế nào. Chúng ta có những tấm gương ở những người họ nặng hàng mấy trăm cân mà họ trở thành lực sĩ thể hình, họ trở thành những người mà gamer, họ trở thành những người mà cơ bắp. Tại sao chúng ta không làm được? Chúng ta tập một cái thói quen tốt nó khó, nhưng mà khi mà chúng ta đã có thói quen tốt đó rồi thì chúng ta bỏ nó đi nó cũng khó như là việc mà chúng ta bỏ thói quen xấu vậy thôi. Bây giờ mình ví dụ là một người mà thích chơi thể thao, chạy bộ, đá banh, và một người mà thích ngồi đọc truyện, chơi game nhá, chơi game. Thì nếu mà người chơi game bây giờ bỏ, họ họ bị nghiện game thì cái người mà đang đá banh bảo họ không đá nữa, họ buồn lắm, thậm chí là đang ở làm việc vất vả mà được đá banh, họ còn thích hơn là làm việc nhàn nhã mà không được đá banh. Bảo họ bây giờ nhiều khi chúng ta có những loại chó chúng ta nuôi là chó chăn cừu dặn, những cái con chó mà nó vận động nhiều mà chúng ta nuôi nó ở trong những môi trường chật quá là đôi khi nó sinh bệnh nó chết, nhưng mà là đơn giản đâu. Thì con người mình so sánh nó hơi hơi ấy một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể hiểu ra gì, vận động nó cũng là một thói quen, làm việc tốt, làm thứ tốt cũng là một thói quen đúng không? Cho nên là đó là những thông điệp cuối cùng của cái đã phát xin gửi đến anh chị em cô chú bác trong chiều nay nhé. Thì những cái lợi ích
cũng như giá trị của nhân sâm táo đỏ nó không chỉ dừng lại ở cái giá của nó đâu. Chúng ta biết là đây những sản phẩm tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ nhé, và người Mỹ họ chấp nhận được thì đó là tiêu chuẩn quốc tế rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn an tâm. Nếu chúng ta mua tặng cho bà xã hoặc là người thân, và chúng ta tặng cho bà xã đây là gì? Tặng cho vợ mình cái sức khỏe, sắc đẹp, tặng cho vợ mình tuổi thọ và khả năng gì? Ngăn chặn các bệnh tật, ngăn chặn lão hóa, trở thành một cái phiên bản của vợ mình tốt hơn. Bây giờ quần áo các kiểu, nước hoa hay là hoa huyết nó sẽ phai nhạt nhanh lắm. Những thứ đấy nó chẳng khác gì việc chúng ta đi thẩm mỹ viện đâu. Đó là chỉ là cái vẻ ngoài vay mượn vào rồi nó sẽ tan biến đi rất là nhanh. Thế còn những cái thứ này nó kiến tạo lại cơ thể chúng ta, nó xây dựng lại cơ thể của chúng ta từ bên trong, nó làm đẹp cái người phụ nữ từ bên trong, và thậm chí là tâm tính của họ cũng thay đổi. Bởi vì cái đối với người phụ nữ trẻ thì cái estrogen nó sẽ nhiều lên, cho nó sẽ làm cho đẹp, họ đẹp lên và tự tin lên. Còn đối với người phụ nữ lớn tuổi thì nó sẽ làm giảm những cái cơn bốc hỏa tiền mãn kinh đi, và nó sẽ giúp cho, quan trọng thì phụ nữ họ trải qua sinh nở đi thì cái hệ xương của họ yếu, cái này uống vào thì xương rất là tuyệt vời, xương khớp rất tuyệt vời, và miếng ăn giấc ngủ rất là tốt, và thậm chí chúng ta có thể hỗ trợ để giảm cân một cách khoa học và tích cực nữa. Nếu anh chị em nào mà muốn giảm cân thì có thể là liên hệ phát chia sẻ thêm nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn hai anh đã đến với Phát trong livestream chiều nay, và tất cả những bà con cô bác đã xuất hiện trong livestream của Phát cũng như là xem video trước hoặc sau. Thì Phát xin phép được kết thúc livestream chiều nay ở đây để đi làm một số công việc riêng. Thì buổi tối nếu có thời gian chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc khung giờ 19:30. Xin cảm ơn các bác, các bạn, và đặc biệt là hai anh và các anh chị vừa nãy đã đến và rời đi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi Phát, và xin chào tạm biệt nhé. Chúng ta chia sẻ, chúng ta lan tỏa những điều hữu ích cho xã hội, dù là ít dù là nhiều thì chúng ta cũng rất là thoải mái, rất là tự tin và rất là thẳng thắn thôi, không có gì là chúng ta phải úp mở với nhau cả. Phát sẵn sàng hỗ trợ chúng ta đến cùng, dù chúng ta không cần phải bỏ tiền ra mua sản phẩm của Phát. Đó là cái tôn chỉ Phát đã, chúng ta thấy không, trong cái hình ảnh trước Phát đã nói rồi, tất cả là miễn phí hết, từ hình ảnh đến video đến tất cả mọi cái, bài viết, hình ảnh, video, tất cả miễn phí hết, chúng ta có thể dùng nó để kiếm tiền ở bất cứ đâu. Đấy. Xin chào các anh và xin chào tạm biệt nhé. Dạ, xin chào.